nhanh tiết tấu không phục liền làm sản văn cạc cạc loạn dết tuyệt không bức bức cảnh giới một chương một cấp vô địch đơn nữ chủ tiên nhân không ra yêu ma loạn thế lý tư thức tỉnh thọ nguyên thôi diễn hệ thống chém dết yêu ma cướp đoạt thọ nguyên thôi diễn vô tận tiên pháp thiết thủ khoái thương chỉ diêm vương chỉ tiên pháp tiên nhân chỉ đường trảm long nhất kiếm trảm thần nhất kiếm đại hà kiếm khí tiên pháp tiên thần cự kiếm Kim cương thân, ti kim thân là hán Phật thân tiên Pháp. Pháp thiên tương địa. Khi tiên nhân lại đến, ý đồ trọng trưởng nhân gian, trắng trận tàn sát sinh linh. Lý từ Khắc khắc khắc. Tiên nhân đúng không, thọ nguyên của ngươi hẳn là rất nhiều, lấy ra đi ngươi. Chương một Lưỡi dài nữ quỷ đồ sát danh sách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lý từ mở to mắt, đau đầu muốn nứt ra, máu tươi sền sệt treo đầy cả khuôn mặt. Ký ức xa lạ điên cuồng tràn vào trong đầu hắn, ý đồ chống nổ đầu hắn. Ta tên là Lý Từ, 17 tuổi, một cư dân bình thường của Thanh Kiếm Thành. Đây là một cái yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới, chúng nó lấy người làm thức ăn, thôn phệ tinh nguyên, cực độ hung tàn. Thế nhân vì mạng sống, chỉ có thể tu võ phản kích, tụ lại cùng nhau, xây lên từng tòa thành trì dùng để chống đỡ yêu tà xâm lấn. Lý Từ ông đầu dựa vào tường thành đứng lên. Mặt trời lặn về Tây Sơn, một tia tịch hồng cuối cùng sắp biến mất ở cuối đường chân trời. Đập vào mắt có thể thấy được là một mảnh bầu trời xám xịt, bên người là tường thành cực cao. Cửa thành đóng chặt, chung quanh không một bóng người. Trên tay trái Lý Từ cầm một tờ giấy. Trên giấy có ghi ba cái tên. Trong đó hai chữ đỏ tươi lại bắt mắt. Đây là danh sách tàn sát mà nữ quỷ lưỡi dài đưa tới sáng nay. Trong một sơn thôn bỏ hoang bên ngoài Thanh Kiếm Thành có một con nữ quỷ lưỡi dài, nàng cách một đoạn thời gian sẽ đưa tới cho Thanh Kiếm Thành một phần danh sách. Danh sách này thường có tên của ba người. Người được viết tên, chính là mục tiêu tàn sát đêm đó của nàng. Đêm này, lý tự chính là thứ nhất. Trong quá khứ, những người nằm trong danh sách thảm sát không sống được đến ngày hôm sau. Để không tai bay và gió, đại tài chủ Thanh Kiếm Thành Long Gia không nói lời nào phái người đuổi ba người lý từ ra ngoài thành. Long gia là đại địa chủ của Thanh Kiếm thành, tài lực có thể so sánh với phủ thành chủ, ngày mai chính là ngày đại hôn của Long gia nhị thiếu Long Nhân Minh, vì không muốn bị nữ quỷ lưỡi dài ảnh hưởng, Long Nhân Minh vung tay lên, đuổi ba người trong danh sách tàn sát nữ quỷ ra khỏi Thanh Kiếm thành. Người của phủ thành chủ giận mà không dám nói gì, mọi người trong thành thờ ơ lạnh nhạt. Rõ ràng phủ thành chủ mới là người đứng đầu một thành, nói một không hai lại bị Long Gia tài lực kinh người ổn định một đầu. Lý Từ ôm miệng vết thương trên đầu, hít vào khí lạnh. Nguyên thân là một người nhát gan nhu nhược, sau khi biết mình trở thành nữ quỷ lưỡi dài tàn sát người trên danh sách, bị đuổi ra ngoài thành, đưa mắt bất lực, dưới sợ hãi đâm đầu chết ở trên tường thành. Nguyên thân đau khổ cầu xin, quỳ xuống đất khóc trống, lòng nhân mình ngay cả mí mắt cũng không có nâng, trả lại nguyên thân hai chân, hô thẳng xui xẻo, để nguyên thân chết xa một chút, đừng ảnh hưởng hắn ngày mai đại hôn ngày rời khỏi thành trì che chở ngoại trừ có thực lực võ giả bên ngoài người bình thường căn bản sống không quá một đêm đêm là thế giới của quỷ dữ bên ngoài thanh kiếm thành không chỉ có nữ quỷ lưỡi dài còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái quỷ dị nhân loại nhưng là thức ăn mỹ vị của chúng một tia tịch hồng cuối cùng biến mất ở cuối đường chân trời bầu trời xám xịt hoàn toàn tối đen bóng tối chậm rãi nuốt chửng mặt đất, bao phủ mà đến. Giống như một cái miệng to như chậu máu. Đêm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Lý từ cắn răng. Không biết có phải máu tươi làm mờ tầm mắt hay ảo giác không? Trước mắt xuất hiện một cái bản điều khiển hệ thống. Lý từ, 62 tuổi, tu vi. Võ giả, chưa nhập phẩm. Võ học. Ngón tay sắc, chưa nhập môn thọ nguyên có thể dùng để thôi diễn võ học cùng với tu vi bản thân hệ thống cũng quá đơn sơ đi lý từ oán thầm thân thể cũng là rất thành thực ngồi xếp bằng nghiên cứu hệ thống sử dụng nguyên thân là một cái khát vọng tu võ người nhưng giao không nổi học võ phí dụng cũng mua không nổi võ học ngày thường tại thanh kiếm thành trảm yêu võ quán bên ngoài bồi hồi ý đồ trọng học vũ học thiết thủ chính là một trong những tuyệt học của trảm yêu vũ quán nghe nói ngón tay sắt tu luyện đến viên mãn ngón tay cứng như sắt có thể so với kiếm đao có thể lưu động trên thạch thiết thăng cấp cho ta hai mắt lý từ tỏa sáng khởi động thọ nguyên thôi diễn ngón tay sắt ngươi khổ luyện ngón tay sắt ba năm ngộ được da lông chỉ như đá cứng có thể dễ dàng xuyên thấu thân thể người ngón tay sắt võ học bước vào nhập môn cảnh giới ngươi cố gắng tu luyện ngón tay sắt càng thêm tinh xảo tại năm thứ chín người ngón tay sắt võ học trốt cục bước vào viên mãn cảnh giới lý từ trừng to mắt tổng cộng tiêu hao 9 năm thọ nguyên hắn đem ngón tay sắt thôi diễn đến cảnh giới viên mãn hắn giống như thật sự không ngừng không nghỉ cố gắng tu luyện 9 năm ngón tay sắt nắm giữ ngón tay sắt tinh túy vương ngón trỏ ra hơi phát lực lý từ lại từ trên ngón tay nho nhỏ cảm giác được thế sắc bén nhẹ nhàng khẽ động ngón trỏ phát ra tiếng rung rẩy như đao kiếm dọn vang Bum. Một ngón tay đâm ra. Trên tường thành để lại một lỗ ngón tay trơn nhẵn. Kiên thạch yếu ớt như đậu hũ. Còn có thể suy diễn thăng cấp. Lý từ cắn răng một cái, còn lại 53 năm thọ nguyên, còn có thể tiếp tục thôi diễn. Nếu như đêm nay bị nữ quỷ lưỡi dài dết, giữ lại những thọ nguyên này thì có ích lợi gì? Liều đến cực hạn, vì cầu cả đời. Ngươi tiếp tục tu luyện viên mãn cảnh thiết chỉ thủ, mơ hồ cảm giác thiết chỉ thủ còn có thể lột xác ngươi đại môn không ra nhị môn không bước tỉ mỉ tu hành ở năm thứ mười Ngươi rốt cục lĩnh ngộ thiết chỉ áo nghĩa ở năm thứ mười một trên cơ sở ngón tay sắt ngươi lĩnh ngộ được khoái thương chỉ hoàng phẩm vũ học mỗi ngày tu luyện khoái thương chỉ mỗi ngày tăng lên ngươi thiên phú dị bẩm tại thứ mười ba năm khoái thương chỉ của ngươi đạt tới viên mãn cảnh giới lý từ hít sâu một hơi lúc này đây Thắng tổng cộng tốn 13 năm thọ nguyên, trực tiếp đem khoái thương chỉ tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Võ học tổng cộng có 4 phẩm cấp, từ cao đến thấp theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng. Theo lý từ biết được, trong thanh kiếm thành, liền phủ thành chủ cùng đại tài chủ Long Gia có được hoàng phẩm võ học. Một môn võ học hoàng phẩm có thể làm cho bọn họ trở thành người đứng đầu một thành, có thể tưởng tượng được võ học hoàng phẩm đáng sợ như thế nào. Lý Tư lần nữa vươn ngón trỏ của mình ra, hơi phát lực, tiếng rung rẩy rung tai. Một ngón tay đâm ra, giống như đao kiếm chém trúng, nhanh chóng lưu lại một đạo chỉ ảnh. Nhìn như đâm ra một cái, kỳ thực Lý Tư đột nhiên đâm ra mấy chục ngón. Tường thành như giấy, bị lưu lại từng cái chỉ động. Khoái thương chỉ, chú ý phải nắm giữ chính là nhanh. Trong nháy mắt ra chỉ số 10 cái, ai có thể ngăn được? Còn lại 39 năm thọ nguyên. Lý Từ không có ở trên võ học tiếp tục tăng lên, mà là nhắm vào tu vi của mình. Kỳ thật hắn chính là một người bình thường, chỉ là thường xuyên nhìn lén trạm yêu võ quán đệ tử tu luyện, hắn cũng vô tri vô giác học được một ít tu võ yếu điểm. Nhưng, hắn cũng không có tu vi. Chỉ là khí lực so với người bình thường lớn hơn một chút. Thọ nguyên còn lại cho ta toàn bộ thôi diễn ở tu vi. Lý Từ cắn răng, không làm thì thôi. Vừa làm thì phải làm tốt nhất, làm đến mức tận cùng. Ngươi nhìn lén Trảm yêu võ quán đệ tử tu võ, năm này qua năm khác, dùng năm năm thời gian, ngươi rốt cục nắm giữ tu võ yếu điểm, trở thành một vị nhập môn võ giả. Ngươi cần cù chăm chỉ, ngày đêm kim tu, chưa bao giờ lơi lỏng qua một ngày, ngươi cố gắng rốt cục năm thứ 10 nên đón hồi báo, tấn chức nhất phẩm võ giả. Ngươi cũng không có cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại càng thêm khắc khổ nghiên cứu, tu luyện võ đạo thu hoạch tương đối phong phú, tại năm thứ 17 lúc, ngươi đạt tới nhất phẩm võ giả viên mãn. Ngươi khắc khổ tự cố gắng, cũng không lười biếng, tu vi vững chắc, tại năm thứ 27, ngươi phá tan nhất phẩm võ giả cảnh giới, trở thành một vị nhị phẩm võ giả. Ngươi một bước một cái dấu chân, cũng không chỉ vì cái trước mắt, cũng không ý đồ đi tu luyện đường tắt, ngươi tại năm thứ 38 lúc đạt tới nhị phẩm võ giả viên mãn cảnh, cách tam phẩm võ giả một bước xa thọ nguyên bản thân chỉ còn một năm không thể tiếp tục tăng lên lý từ cả người rung lên hai mắt đột nhiên mở to vẻ mừng như điên khó có thể áp chế sử dụng thọ nguyên thôi diễn tu luyện lúc thân thể của hắn giống như một ngọn núi lửa toàn thân huyết nhục phản phất bị đánh tan lại trọng tạo một lần lại một lần tu vi từ không đến có từ có đến nhị phẩm võ giả viên mãn chỉ là chuyện trong nháy mắt lực lượng thật bàn bạc bà. hai tay nắm chặt cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, khóe miệng Lý Từ nhếch lên. Mở bản điều khiển hệ thống ra, Lý Từ cười càng thêm rực rỡ. Lý Từ, thọ nguyên một năm. Tu Vi Nhị phẩm võ giả, viên mãn Võ học Khoái thương chỉ, võ học viên mãn hoàn phẩm Long nhân minh Hai mắt Lý Từ hiếp lại, sát ý đột nhiên nổi lên hắn không quên được tình cảnh mình bị long nhân minh đuổi ra khỏi thanh kiếm thành trước mặt mọi người hắn sợ hãi cầu xin tha thứ quỳ xuống đất khóc trống nhưng long nhân minh một chút lòng từ bi cũng không có cuối cùng còn đá hắn mấy cước để cho hắn chết xa một chút đừng ảnh hưởng chính mình ngày mai đại hôn lý từ nắm chặt quyền ta cần càng nhiều thọ nguyên càng nhiều võ học chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho mình tại cái này yêu tà tung hoành thế giới sống sót thọ nguyên nên thu hoạch như thế nào? Chỉ còn lại có một năm thọ nguyên, Lý Từ cũng không sợ hãi, hắn biết, hệ thống này nhất định còn có biện pháp đạt được thọ nguyên. Cảnh giới tu võ rất nhiều, phẩm giai chỉ là nhập môn mà thôi. Võ giả cảnh giới tổng cộng chính phẩm, sau đó chính là võ đạo tông sư, võ thần cảnh, nhân gian võ thánh. Trong thanh kiếm thành, mấy người mạnh nhất cũng chỉ là tu vi võ giả tứ phẩm mà thôi. Lý Từ rất rõ ràng, chỉ cần thọ nguyên đầy đủ hắn đêm nay có thể thôi diễn tu luyện tới tứ phẩm võ giả a à, một tiếng kêu thê thảm vang lên trong lúc bất tri bất giác đã là đêm khuya bầu trời đêm đen kịt không có một chút ánh sáng bóng tối bao phủ tất cả lý từ trong nháy mắt cảnh giác hắn thiếu chút nữa quên mất mình nằm trong danh sách tàn sát của nữ quỷ lưỡi dài nữ quỷ lưỡi dài chính là dùng phương pháp này để trêu đùa thế nhân trong thanh kiếm thành làm cho người ta cảm thấy sợ hãi bất an. Nàng sẽ phi thường cao hứng. Nàng hưởng thụ sự sợ hãi và sợ hãi của thế nhân đối với mình. Ba người trong danh sách đồ sát đều bị đuổi ra ngoài thành, tùy ý ba người tự sinh tự diệt, trong thành kiếm thành không có một người nào lo lắng. Rất hiển nhiên, lúc này có một người đã bị nữ quỷ lưỡi dài giết chết. Âm phong nổi lên. Không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm quỷ dị. Là tiếng nuốt nhai. Lý Từ hiện tại không có bao nhiêu sợ hãi, càng nhiều hơn vẫn là hy vọng lập tức cùng nữ quỷ lưỡi dài chạm mặt, thử một lần thực lực của mình. A, à, lại là một tiếng kêu thảm thiết. Tuyên truyền giác ngộ. Ở phía sau. Lý Từ nhướng mày, nhanh chóng xoay người, xông lên. Thanh kiếm thành rất lớn, hình tròn. Lý Từ đã là một võ giả nhị phẩm, ngũ quan nhảy bén, cảm giác lực khác với người thường. Hắn vừa lao ra một dặm phát hiện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống máu thịt. Máu thịt vỡ vụn, máu bắn tung tóe đầy đất, thịt tàn thân thể nhìn thấy mà giật mình. Nữ quỷ lưỡi dài không chỉ giết hai người, còn ăn phần lớn thân thể bọn họ. Thế giới này chính là tàn khốc như thế. Đột nhiên, Lý Từ Hổ rung lên, thứ gì đó đập vào đỉnh đầu hắn, đưa tay sờ lên đỉnh đầu. Ẩm ướt. Lạnh quá. Cầm tay lên nhìn, hai con ngươi co rút lại là máu trong máu còn xen lẫn một ít thịt vụn xương nát còn không cho phép lý từ ngẩng đầu nhìn lên cổ mạnh mẽ để thứ gì đó cuộn lại hơn nữa nhanh chóng siết chặt nhìn lên đi trên tường thành một nữ nhân tóc tai bù xù tay chân cùng sử dụng giống như nhện nằm úp sấp trên tường cả người nàng là máu bộ mặt dữ tợn trong miệng mở ra đầu lưỡi rũ xuống cuốn ở trên cổ lý từ chỉ còn lại ngươi. Hắc hắc. Nữ quỷ lưỡi dài âm hiểm cười, phát ra tiếng hí. Đầu lưỡi nữ quỷ mọc đầy gai ngược, cổ Lý Từ bị móc ra vết máu, bị kéo về phía nữ quỷ. Xuống đây. Lý Từ mặt không đổi sắc, nắm chặt lưỡi nữ quỷ, kéo mạnh. Nữ quỷ lưỡi dài bất ngờ không kịp đề phòng, rơi về phía Lý Từ. Hắc hắc. Hợp ý ta. Trường quỷ nữ quỷ thuận thế nhào xuống đúng, rất hợp ý ta. Mau thương chỉ. Chương 2 Đoạt kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nữ quỷ lưỡi dài đang cười lạnh, lý từ cũng vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, khoái thương chỉ đã đâm ra ngoài. Ngón tay nặng nề, nhanh như chớp. Tiếng phốc phốc liên tiếp không ngừng vang lên. Nữ quỷ lưỡi dài nặng nề rơi trên mặt đất, trên người có tới hơn trăm cái động ngón tay, giống như một tổ ong vào vẻ hình người. Nàng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Lý Từ. Lý Từ cười lạnh, giơ tay lại đâm ra một ngón. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi, cũng phải tránh cho đêm dài lắm mộng, nên giết thì giết. Ngươi đánh giết dài lưỡi nữ quỷ, cướp đoạt thọ nguyên 136 năm. Thì ra là thế. Nếu như giết người, có phải cũng có thể cướp đoạt thọ nguyên của đối phương hay không? Khóe miệng Lý Từ nhếch lên, Thế giới này yêu ma hoành hành, trảm yêu trừ ma là thái độ bình thường của người tu võ. Nói cách khác, thọ nguyên của mình sẽ vô cùng vô tận. Lý Từ đem thi thể nữ quỷ lưỡi dài kéo tới dưới cửa thành, ngồi xếp bằng, trực tiếp bắt đầu thôi diễn thăng cấp. Người cố gắng tu hành, cũng không lười biếng, ngày qua ngày, tại năm thứ 10, người bước vào tam phẩm võ giả cảnh giới. Người không có kiêu ngạo, trảm yêu trừ ma cần cù chăm chỉ, tu vi phát triển không ngừng. Tại thứ 15 năm, ngươi trở thành một vị tứ phẩm võ giả. Tại thứ 25 năm lúc, ngươi trải qua đại chiến, thu hoạch tương đối phong phú, nhất cử tiến vào ngũ phẩm võ giả cảnh giới. Dừng lại. Lý Từ mạnh mẽ chấm dứt thôi diễn, trong lòng vô cùng kích động, cảm thụ được lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn trong cơ thể càng làm cho hắn vui vẻ ra mặt. Nếu cứ tiếp tục thôi diễn, tiến thêm một bước là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Lý Từ cũng không chỉ vì cái trước mắt Hắn muốn dừng lại một chút. Võ giả ngũ phẩm, ở thanh kiếm thành đã là vương, không cần phải tiếp tục suy diễn. Hơn nữa, càng đi lên, tuổi thọ chỉ cần càng nhiều. Giữ lại thọ nguyên, hắn muốn dùng để thôi diễn võ học. Chỉ có khoái thương chỉ một môn võ học, quá mức đơn điệu, không được hoàn mỹ, Lý Từ muốn có nhiều võ học hơn. Lý Từ, thọ nguyên 112 năm. Tu vi. Võ giả ngũ phẩm. Võ học khoái thương chỉ, hoàng phẩm viên mãn. Ngũ phẩm võ giả, hoàng phẩm võ học khoái thương chỉ. Sau hừng đông, thành kiếm thành ta làm vua. Lý tự nắm chặt nắm đấm, cười lạnh. Long nhân minh, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi đúng không, hắc hắc. Vẫn còn sớm để trời sáng. Ngoài thành đông nhìn nghiệt tràn ngập quỷ dị cùng thần bí, chỗ sâu trong bóng tối thường thường truyền đến thanh âm khiến người ta sẩn gai ốc. Lý Tư trầm mặt nửa lúc, lớn mật đi vào trong bóng tối. Yêu ma quỷ quái tung hoành, lý từ ngũ phẩm võ giả thực lực, ở phụ cận này hẳn là độc nhất vô nhị. Tôi cần thêm sao quân. Lý từ đi vào trong rừng rậm hắc ám, chỉ đi được một dặm, trong bóng tối đã xuất hiện một con cậu yêu. Cậu yêu dữ tợn, răng nanh móng vuốt sắc bén, người dựng lên. Móng vuốt sắc bén như lưỡi dao vỗ về phía đầu lý từ, nhấc lên tiếng xé gió. Phục. Lý Từ giơ ngón tay đâm ra, nhanh như tia chớp, xuyên thủng yêu trảo, trong nháy mắt lưu lại mấy chục cái huyết động. Cậu yêu căn bản không có cơ hội phản ứng, Lý Từ lại ra một ngón tay, chỉ ảnh vô tận, cậu yêu chỉ còn lại có nửa thân thể. Người chém vết cậu yêu, cướp đoạt 30 năm thọ nguyên. Lý Từ gật gật đầu, chém vết thọ nguyên của đối phương chỉ là thọ nguyên còn lại của đối phương. Không dừng lại, Lý Từ một đường đi vào trong, nơi đi qua, yêu thân ngã xuống đất, yêu huyết vẫy ra. Trên ngón trỏ yêu huyết cùng tích, lý từ mặt không chút thay đổi. Bình minh. Cửa thành thanh kiếm thành mở rộng, đập vào mắt mọi người chính là thi thể nữ quỷ lưỡi dài. Nữ quỷ lưỡi dài bị giết. Tại sao có thể như vậy, ai giết? Nữ quỷ lưỡi dài ít nhất là một yêu quỷ nhị phẩm, ba người lý từ chỉ là người bình thường, không phải ba người bọn họ giết. Có lẽ đêm qua có cường giả đi ngang qua, xuất thủ chém giết nữ quỷ lưỡi dài. Mọi người ngạc nhiên, ở ngoài thành tìm được hai người tàn thi. Thiếu một người, là bị ăn không còn một mảnh sao. Nữ quỷ lưỡi dài bị giết, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần lo lắng đề phòng, không cần sợ tên của mình xuất hiện trong danh sách nữ quỷ tàn sát. Cúc ngay, đừng cản đường kiệu hoa của ta. Nơi cửa thành, lòng nhân minh mặc áo cưới đỏ thẫm, chân đạp ngựa cao to, mang theo đội cưới trùng trùng điệp điệp mà ra mấy tiện dân chết thì chết có gì để thảo luận hôm nay là ta long nhân minh đại hôn ngày các ngươi những này dân đen không nên tới gần chúng ta long gia miễn cho đưa tới xui xẻo long nhân minh cười ha ha dẫn đội kết hôn ra khỏi thành mọi người giận mà không dám nói gì cẩn thận nhường đường nữ tử thành hôn với long nhân minh là con gái của thành chủ hồng nguyệt thành bên cạnh thân phận cũng cao quý hai nhà kết hôn, mục đích muốn nói ra. Tin rằng không bao lâu nữa vị trí thành chủ của thanh kiếm thành sẽ phải đổi người. Lý Từ đứng giữa đám người, hờ hững nhìn Long Nhân Minh cuồng vọng rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Nửa đêm cướp bóc, Lý Từ hiện tại đã có được thọ nguyên 407 năm, đối với hắn mà nói, thế giới này thật sự là một kho báu. Mục tiêu của Lý Từ rất rõ ràng, tiến vào thanh kiếm thành, đi tới quảng trường trung tâm nơi này dựng lên một tấm bia kiếm, bia kiếm cổ xưa, che kín vết kiếm, đồ án huyền huyễn từ trên xuống dưới, dày đặc. bốn phía kiếm bia, không ít người tu võ quan sát kiếm bia, ý đồ từ trên đạt được kiếm thuật. kiếm bia, thanh kiếm thành chủ lưu lại đồ vật ở trong cất giấu nàng cả đời võ học, cùng với tu võ cảm ngộ. nhưng là muốn từ trên bia kiếm lấy được võ học của nàng cũng không dễ dàng. thanh kiếm thành chủ trước khi qua đời đem kiếm thuật mình lấy làm kiêu ngạo giấu ở trong kiếm bia, ai cũng có thể tìm hiểu. Nhưng mà, đến nay cũng không có ai từ trên kiếm bia ngộ được một chiêu rưỡi thức. Một khi từ trên bia kiếm lĩnh ngộ ra kiếm thuật của thanh kiếm thành chủ, chính là chủ nhân mới của thanh kiếm thành, thành chủ mới. Cám dỗ rất lớn. Mục tiêu của Lý Từ rất rõ ràng, chính là muốn có được kiếm thuật cất giấu trong kiếm bia. 407 năm thọ nguyên, không biết có thể hay không từ trong kiếm bia lấy được một chiêu rưỡi thức. Lý Từ cũng không biết có thể hay không, dù sao thọ nguyên là dùng thôi diễn võ học cùng tu vi của bản thân, mà không phải ngộ đạo. Đi tới trước kiếm bia, vương tay đặt ở trên kiếm bia, Lý Từ 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 nhắm mắt lại, trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Người quan sát kiếm bia 20 năm, chưa bao giờ di động ánh mắt nửa phần, tại thứ 53 năm lúc, người rốt cục tại trên kiếm bia tìm hiểu được kiếm thuật cảm long nhất kiếm. Ngươi khổ luyện trảm long nhất kiếm, ngày đêm không ngừng, nhân kiếm hợp nhất, tại thứ 103 năm, trảm long nhất kiếm bị ngươi tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Trảm long nhất kiếm tại trong tay ngươi khai thiên tích địa, thế không thể đỡ, trảm yêu như diệt cỏ, tại thứ 111 năm, trảm long nhất kiếm tiến vào hoàng phẩm cảnh giới. Ngươi cũng không lười biếng, kiếm xuất như rồng, tại thứ 160 năm lúc, trảm long một kiếm đạt tới hoàng phẩm cảnh giới viên mãn ở năm thứ 201, Trảm Long Nhất Kiếm đã bị ngươi luyện đến xuất thần nhập hóa, rốt cục thoát khỏi hoàng phẩm cảnh giới, tấn thăng huyền phẩm cảnh giới. Ngươi được huyền phẩm kiếm thuật, Trảm Thần Nhất Kiếm. Kiếm thuật mới, mang đến mới cảm ngộ cùng cảnh giới, ngươi khiêm tốn cẩn thận, chăm chú luyện kiếm, tại thứ 256 năm lúc, kiếm thuật Trảm Long Nhất Kiếm tăng lên tới huyền phẩm viên mãn cảnh giới. Ngừng lại, Lý Từ mở to mắt, trong mắt hiện lên kiếm quan sắc bén cả người rực rỡ hẳn lên. Trảm Long nhất kiếm, chính là hoàng phẩm kiếm thuật hiện giờ phủ thành chủ có được. Mất 256 năm, Lý Từ trực tiếp thôi diễn đến huyền phẩm trảm thần nhất kiếm. Huyền phẩm viên mãn kiếm thuật. Da mặt Lý Từ khẽ run, miệng khô lưỡi khô, kích động lại rung động. Ngay lúc này, ta cần một thanh kiếm. Lý Từ hai mắt tỏa sáng, thân là một vị kiếm khách, há có thể không có kiếm chứ. Cút ngay cút ngay, nơi này là của chu duy công tử chúng ta cút xa một chút lý từ quay đầu phóng tầm mắt nhìn lại bốn năm người vây quanh một vị thiếu niên đi tới bọn họ vênh váo tự đắc vô cùng ngạo mạn đem người phía trước đều đẩy sang một bên thiếu niên một tay cầm kiếm mày kiếm tinh mắt trên mặt lộ vẻ tài trí hơn người chu duy con trai út của đương nhiệm thành chủ một vị võ giả nhị phẩm tu vi không cao bối cảnh không nhỏ, tự nhiên tài trí hơn người. Thiếu gia, hôm nay có lòng tin tìm hiểu sát thần nhất kiếm do lão tổ lưu lại hay không? Có người hỏi, nháy mắt ra hiệu. Đây là đương nhiên, trảm long nhất kiếm vốn là chúng ta chu gia kiếm thuật, ta nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thái nại muốn đem kiếm thuật giấu ở trong bia, mặt người tham ngộ. Trực tiếp một đời truyền một đời, không phải là chuyện vô cùng tốt sao? Chu Duy dụi mắt, không phục lại bất đắc dĩ. Hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ có người ngoài tìm hiểu Trảm thần nhất kiếm. Đến lúc đó, Chu gia bọn họ phải chấp tay nhường thanh kiếm thành vô điều kiện. Có lẽ, thái nải đây là vì rèn luyện hậu nhân đi. Cút ngay, ngươi không có mắt hay là không có đầu óc, ngươi không thấy Chu Duy công tử tới sao? Đoàn người đi tới trước mặt Lý Từ. Lý Từ mặt không đổi sắc, khóe miệng mỉm cười, nhìn Chu Duy không chớp mắt. Nếu là người bình thường, xa xa liền rời đi. Lý Từ mắt điếc tai ngơ, không hề nhúc nhích. Người này, làm sao quen thuộc. Hình như tôi đã gặp anh ta ở đó, trong lúc nhất thời lại không nhớ ra. Mặc kệ hắn là ai, Cảng Đường Chu Duy không thể thiếu một trận đánh. Người xung quanh thì thầm, nhưng chỉ là tò mò mà thôi. Trong Thanh Kiếm Thành, ngoại trừ người của Long gia ra, không ai dám đối nghịch với phủ thành chủ. Lý Từ bình tĩnh ngược lại làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn cái gì? Cẩn thận ta móc mắt ngươi. Chu Duy nhíu mày, bị Lý Từ nhìn có chút mất tự nhiên. Cút sang một bên. Có người thấy vậy, đi lên muốn đẩy Lý Từ ra. Hai hàng lông mày Lý Từ nhảy dựng, chuyển phát nhanh giơ tay, đặt một ngón tay lên trán người này. Dây tiếp theo. Ngón tay hơi dùng sức. Phục. Người này bay ra ngoài, giống như một quả đạn pháo, đâm vào phòng ốc bên cạnh. C. Mọi người ngạc nhiên, khó có thể tin. Lý Từ cư nhiên xuất thủ, một chút mặt mũi cũng không nể mặt Chu Duy. Chính xác mà nói, là không cho phủ chủ mặt mũi. Đoàn người Chu Duy còn chưa kịp phản ứng, Lý Từ một cước đi lên, bắn bay những người khác ra ngoài. Chu Duy ngay ra như phỏng, không biết làm sao. Lý Từ cũng không hạ tử thủ, dù sao, hắn cũng không phải là người dễ giết chỉ là bắn bay bọn họ mà thôi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Chu Duy rét run, run rẩy lui về phía sau. Lý Từ mặt không đổi sắc, khóe miệng vẫn mỉm cười, từng bước tới gần Chu Duy. Không có phát động tu vi, tự nhiên tràn ngập ra tự thân khí tức, khiến cho Chu Duy tâm thần không yên, tâm sợ hãi nổi lên. Giây tiếp theo. Lý Từ đi tới trước mặt Chu Duy, hai người gần như dán sát vào nhau hô hấp dồn dập hồn bay thiên ngoại chu duy cảm giác chính mình hô hấp không lên được nhất không nổi chút nào khí lực cho rằng lý từ muốn giết mình không biết rằng lý từ trên tay cầm lấy đoạt lấy kiếm trên tay chu duy hả chu duy không hiểu ra sao cướp kiếm vừa ngẩng đầu lý từ đã biến mất ta chu duy lau mồ hôi trên mặt ngủ vị tạp trần không biết nên nói cái gì cho phải khí thế hung hăng đằng đằng sát khí chu duy cho rằng lý từ muốn làm mình không nghĩ tới chỉ là đoạt một thanh kiếm của mình ta mẹ nó ngươi nói sớm a à, ta tiễn ngươi a à. ánh mắt mọi người xung quanh chấp động ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rõ ràng đang bật cười thật mất mặt a à. chương 3 dết bạn đang nghe tại truyện chấm audio chu duy sắc mặt xanh mét khẽ cắn môi trực tiếp rời đi kiếm bia quảng trường. Mọi người xung quanh bật cười, nhưng lại không tiện cười quá lớn tiếng. Mấy người bị bắn bay chật vật bò ra, mặt xám mày tro. Người vừa rồi. Thật quen thuộc, thật mạnh mẽ. Hắn ít nhất là một vị tam phẩm võ giả. Hắn. Hình như là Lý Từ. Sao có thể, Lý Từ chỉ là một người bình thường mà thôi, đêm qua đã sớm bị nữ quỷ lưỡi dài ăn không còn một mảnh trong góc. Lý Từ rút trường kiếm ra, đón ánh mặt trời, hiểu ý cười một tiếng. Đó là một thanh kiếm tốt. Thân kiếm cứng rắn, lưỡi kiếm sắc bén, khiến người ta phát lạnh. Không nghĩ nhiều, Lý Từ mở bản điều khiển hệ thống ra. Lý Từ, thọ nguyên 151 năm. Tu vi: Võ giả ngũ phẩm. Võ học: Khoái thương chỉ, hoàng phẩm viên mãn. Cảm thần nhất kiếm huyền phẩm viên mãn, còn thừa 151 năm thọ nguyên, khoái thương chỉ có phải hay không cũng muốn thăng cấp một chút. Lý Tư hiếp hiếp mắt, đọc đến đây, trực tiếp hành động. Ngươi cố gắng luyện chỉ, khoái thương chỉ ở trên tay ngươi càng lúc càng tinh kham, tại thứ 20 năm, khoái thương chỉ của ngươi thành công tấn thăng huyền phẩm võ học. Ngươi đạt được huyền phẩm võ học, diêm vương chỉ. Ngươi không ngừng luyện chỉ, chỉ so với kim thiết, thế cực thịnh, vào năm thứ 60, diêm vương chỉ của ngươi đạt tới cảnh giới huyền phẩm viên mãn. Dừng lại. Lý Từ dừng lại thôi diễn, tràn đầy lòng tin. Hai môn võ học huyền phẩm viên mãn, tu viên ngũ phẩm, ở thanh kiếm thành, Lý Từ dám nói, mình vô địch. Không dừng lại, trực tiếp rời khỏi thanh kiếm thành, tiến vào trong rừng rậm ngoài thành. Yêu ma quỷ quái vào ban ngày cũng không phải rất sinh động, nhưng không phải trốn đi, chúng nó vẫn tồn tại, chỉ là ban đêm càng nhiều mà thôi. Lý Từ cần cướp thêm thọ nguyên, mục tiêu của hắn không chỉ là thanh kiếm thành, mà là toàn bộ thế giới. Lúc chạm vạn tối, đám cưới của Long Nhân Minh đã trở lại. Gõ chiên gõ trống, vui mừng một mảnh. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp vào thành, Long Nhân Minh cưỡi con ngựa cao to, ngạo mạn đến cực điểm. Hồng Nguyệt thành phủ thành chủ cùng Long Gia liên hôn, cường cường tổ hợp, bọn họ về sau sợ là không người dám chọc. Ha ha, tối nay qua đi, thành chủ thanh kiếm thành sợ phải đổi người thành chủ phủ luận thực lực cùng long gia tương đương bọn họ đều có một vị tứ phẩm võ giả bây giờ nhiều hơn một hồng nguyệt thành thành chủ phủ lần này đặc sắc người của phủ thành chủ hiện tại mồ hôi đầm đìa rồi chứ mọi người hâm mộ lại ghen tị nhìn đội kết hôn trùng trùng điệp điệp vào thành long nhân minh tay cầm trường tiên người không kịp nhường đường đều phải chịu một roi của hắn hắn cười ha ha không coi ai ra gì trong mắt hắn những người này đều là dân đen mà thôi Mạng đêm buông xuống long phủ hỏa quan trùng thiên vui mừng liên tục thành chủ chu hùng không thể không vi phạm lương tâm tự mình đến tham gia đại hôn của long nhân minh cảm yêu võ quán chủ trương ưng cũng tới vạn bảo các các chủ lưu phi cũng tới long gia mặt mũi là thật lớn a à. sau này long gia chính là chủ nhân của thanh kiếm thành bọn họ không muốn tới cũng phải tới long gia cùng hồng nguyệt thành chủ liên hôn đây chỉ là trong đó một phần nguyên nhân mà thôi nghe nói qua long gia đại thiếu gia không có hắn mới là long gia chân chính lo lắng long gia đại thiếu đúng vậy đại thiếu gia long gia long dương long dương bây giờ hẳn là đệ tử trảm yêu môn đi mọi người xì xào bàn tán nghe được cái tên trảm yêu môn đồng tử đều chấn động trảm yêu môn võ đạo tông môn đại danh đỉnh đỉnh đệ tử đông đảo Phương viên ngàn dặm đều do Trảm Yêu môn quản hạt. Một tay che trời cũng không quá đáng. Có thể trở thành Trảm Yêu môn đệ tử là một phần vinh quang vô thượng, cũng là thực lực cùng quyền lực tượng trưng. Mọi người ngạc nhiên, ngoại trừ hâm mộ, càng nhiều là khiếp sợ. Long gia vui mừng liên tục, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Long nhân Minh dắt tân nương của mình đi vào đại sảnh. Cảm tạ các vị đã đến tham gia hôn lễ của Long nhân Minh ta. Các ngươi ăn ngon uống ngon, chào hỏi không đến, ha ha ha. Nhất là Chu Thành chủ, đêm nay ăn nhiều một chút, hảo hảo hưởng thụ, ngày mai về sau, khả năng sẽ không có như vậy đãi ngộ. Long Nhân Minh không chút che giấu, cười ha ha. Ngươi. Chu Duy cắn răng, trong lửa giận. Ngươi cái gì ngươi, nghe nói ngươi hôm nay bị người đoạt kiếm, có phải hay không thật? Ngay cả kiếm của mình cũng không bảo vệ được, ngươi thật sự là một phế vật lông nhân minh không kiên nể gì chỉ vào mũi chu duy chu duy muốn xông lên chu hùng giữ chặt hắn lắc đầu cái gì cũng không nói phụ thân chu hùng cười làm lành nhìn như ẩn sâu không lộ lưu lại hậu thủ kỳ thực trong lòng cũng nghẹn khuất thân là người đứng đầu thành phố không thể không cúi đầu cười làm lành trong lòng ít nhiều có bất mãn ha 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 tất cả mọi người ngồi xuống không cần khách khí Long gia gia chủ Long Huy đứng ra hòa giải, kỳ thật căn bản không có đem Chu Hùng để ở trong mắt. Đáng tiếc, đại hôn của Nhân Minh, con trai lớn Long Dương nhà ta lại ở Trạm Yêu Môn xa xôi, không thể trở về tham gia hôn lễ, thật sự là một chuyện đáng tiếc. Long Dương bây giờ rất được Trạm Yêu Môn coi trọng, trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ đã là một vị võ giả ngũ phẩm, tu luyện quan trọng, không trở về cũng có thể lý giải. Bất quá, Long Dương phái người đưa một khỏa linh khí quả trở về, chúc nhân minh đại hôn thuận lợi. Long Huy trực tiếp đem trảm yêu môn chuyển ra, làm cho lòng người chấn động. Võ giả ngũ phẩm Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, gõ sơn chấn hổ. Long Huy cáo già, mượn Long Dương và trảm yêu môn trấn áp mọi người. Nhất là Chu Hùng. Chu Hùng mặt không chút thay đổi, cái gì cũng không nói. Chu Duy giận mà không dám nói gì, dưới áp lực như thế, hắn càng không dám động thủ. Ha ha ha. Long Nhân Minh cười điên cuồng, cái gì cũng không nói, tiếng cười điên cuồng nói rõ tất cả. Bái đường bái đường. Bà mối đang thúc giục, Long Nhân Minh không thể không thu hồi cuồng tiếu, đi tới giữa đại sảnh. Long Huy ngồi trên thủ tọa, mỉm cười liên tục, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Chu Hùng. Hắn và Chu Hùng là hai người mạnh nhất thanh kiếm thành, đều là võ giả tứ phẩm. Hiện giờ, Long Huy ổn định đầu Chu Hùng, tự nhiên là ý cười dịu dàng. Vào lúc này, Lý Từ đến rồi. Hắn đẩy đám người ra, đi vào giữa đại sảnh. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Người Long phủ quát lớn. Là hắn. Chu Duy hít mắt, vừa tức vừa ngạc nhiên, còn có chút sợ hãi. Long Nhân Minh quay đầu lại, thấy Lý Từ mặt không chút thay đổi. Ngươi lại không có bị nữ quỷ lưỡi dài giết chết rất là giật mình. Lý Từ tiến lên một bước, không nói nhảm gì, một ngón tay ấn ra. Huyền phẩm võ học, Diêm Vương chỉ. Cách không một ngón tay. Đầu Long Nhân Minh nổ tung tại chỗ, máu thịt bay tứ tung. Nhìn thi thể không đầu co quắp trên mặt đất, mọi người căn bản không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, Long Nhân Minh ngay cả đầu cũng không còn. Mọi người cả người rét run, kinh ngạc vạn phần. Lý Từ là ma quỷ sao? ngươi chém giết Long Nhân Minh, cướp đoạt thọ nguyên 54 năm. Tân Nương vén đầu lên, nhanh chóng bóp quyền, đánh chết Lý Từ. Lý Từ lạnh lùng đảo qua, lại ấn một ngón tay ra. Bùng. Đầu Tân Nương nổ tung, bọt máu bay loạn. Đây chính là Diêm Vương chỉ. Cách không bạo đầu. Xì. Mọi người cực nhanh lui về phía sau, la to, không muốn bị hại. To gan. Long Huy vỗ bàn đứng lên, giận dữ gầm lên một tiếng. Tranh. Lý Từ nhanh chóng rút kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm khí bay múa, kiếm quang như trăng. Trảm thần nhất kiếm. Kiếm mở thiên môn thế, hung mảnh lại cực nhanh. Phục. Long Huy chia làm hai, hai nửa thi thể bay ra ngoài. Chỉ mấy chục hơi thở ngắn ngủi, Lý Từ liền giết ba người, thế không thể đỡ. Rút kiếm đứng giữa sân, không ai dám tới gần, người Long Phủ rung lẫy bẫy, mặt xám như tro tàn. Từ nay về sau, nơi này là phủ đệ của Lý Từ ta. Ta nói xong, ai ủng hộ, ai phản đối. Lý Từ lạnh lùng bắn phá, ánh mắt nhìn tới, không ai không run sợ. Bá đạo, cường thế. Thi thể dưới đất vẫn chảy máu, rung động lòng người. Giờ phút này, ai dám nhiều lời. Trảm thần nhất kiếm. Sao có thể như vậy? Chu Hùng chấn động, đồng tử co rút lại. Đây là kiếm thuật của bà nó. Người được trảm thần nhất kiếm chính là thành chủ thanh kiếm thành. Lý Từ lấy được rồi. Lý công tử, nơi này không phải là phủ đệ của ngươi, phủ đệ của ngươi hẳn là ở phủ thành chủ. Ngươi là thành chủ mới của thanh kiếm thành. Chu Hùng ông quyền. Vô luận như thế nào, Lý Từ vì hắn thở ra một hơi. Thành chủ. Ta không có hứng thú, vị trí này hay là ngươi tới ngồi đi? Lý Từ lắc đầu, khinh thường khoát tay. Chu Hùng không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn tên là Lý Từ. Chu Duy răng môi rung lên, nói chuyện cũng không lưu loát. Lý Từ nhìn về phía Chu Duy, ánh mắt lạnh lùng làm cho người sau hoảng sợ. Nhiên. Lý Từ lại cười với hắn. Chu Duy thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay. Lập tức giải tán. Mọi người trong sân hoảng loạn mà chạy, không dám dừng lại quá nhiều, đem tin tức truyền ra ngoài. Tứ phẩm võ giả, bị một kiếm chém vết. Long Huy có lẽ có tâm tính khinh thường, nhưng Lý Từ lại chân chân chính chính một kiếm chém hắn. Tin tức như thế, tự nhiên làm người ta chấn động. Ngày đại hỷ, biến thành lúc chết. Lý Từ sai người đem thi thể ba người ném ra ngoài, xoay người trở lại phòng Long Huy. Kim cương nộ một thể. Lý Từ tìm thấy một quyển võ thuật trong phòng của Long Huy. Một quyển luyện thể thuật hoàn phẩm. Cũng là võ kỹ Long Gia tự hào. Hôm nay xuất ngoại cảm yêu, cộng thêm Long Huy ba người thọ nguyên, Lý Từ hiện tại có được 591 năm thọ nguyên. Không keo kiệt, Lý Từ trực tiếp bắt đầu thôi diễn thăng cấp. Người tu luyện kim cương nộ mục thể, tại năm thứ ba lúc, người rốt cục ngộ được trong đó gia Long, kim cương nộ mục thể võ học bước vào nhập môn cảnh giới ngươi chịu khó tu luyện, cẩn thận tỉ mỉ, tại năm thứ 86, kim cương nộ mục thể của ngươi đạt tới hoàng phẩm viên mãn cảnh giới. Ngươi đại chiến tứ phương, kim cương nộ nhãn thể để cho ngươi ở vào thế bất bại, tại năm thứ 125, ngươi ngộ ra tinh túy trong đó, kim cương nộ nhãn thể thăng cấp huyền phẩm võ học, ngươi đạt được huyền phẩm võ học kim cương lưu ly thân. Ngươi khổ luyện không ngừng, ngày ngày tinh xảo, tại thứ 190 năm, ngươi kim cương lưu ly thân đạt tới huyền phẩm viên mãn cảnh giới lý từ ngừng lại phun ra một ngụm trọc khí thật sâu khóe miệng mỉm cười còn dư lại bốn trăm linh một năm thọ nguyên ta có phải hay không nên đem tu vi nâng lên một chút lý từ híp híp mắt không do dự trực tiếp mở miệng ngươi cố gắng tu luyện không dám lơi lỏng tại thứ sáu mươi chín năm tu vi của ngươi đạt tới ngũ phẩm võ giả viên mãn ngươi tiếp tục tu luyện tại thứ 121 năm lúc, ngươi ý đồ trùng kích lục phẩm võ giả tu vi, nhưng là thất bại. Thất bại. Lý Từ mở to hai mắt, càng là hướng lên trên, thôi diễn cần tuổi thọ liền càng nhiều, hơn nữa còn có thể sẽ thôi diễn thất bại. Trong lòng không khỏi, lập bộc một chút. Tiếp tục. Lý Từ cắn răng, tiếp tục thôi diễn. Tại thứ 156 năm lúc, ngươi cảm giác mình lại được rồi, lần nữa trùng kích lục phẩm võ giả, nhưng ngươi lại thất bại. Tại thứ 248 năm, ngươi lại một lần trùng kích cảnh giới bình chướng, ngươi thành, ngươi thành một vị lục phẩm võ giả. Ngươi cố gắng tu luyện, tu vi liên tục kéo lên, ngươi tại 400 lúc, tu vi đạt tới lục phẩm võ giả viên mãn. Thọ nguyên còn lại một năm, không cách nào tiếp tục thôi diễn. Chương 4 Thất phẩm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lý từ, thọ nguyên một năm Tu vi. Lục phẩm võ giả, viên mãn. Vũ học. Diêm Vương chỉ, huyền phẩm viên mãn. Cảm thần nhất kiếm, huyền phẩm viên mãn. Kim cương lưu ly thân, huyền phẩm viên mãn. Lý Từ cười khổ, càng lên cao, thọ nguyên tiêu hao càng lớn, cũng sẽ xuất hiện tình huống thôi diễn thất bại. Tiếp theo, tích góp nhiều thọ nguyên một chút rồi thôi diễn. Tu vi hiện tại, Lý Từ rất hài lòng. Trong vòng 10 dặm phụ cận, hắn hẳn là vô địch. Tam môn huyền phẩm võ học, lục phẩm võ giả tu vi, lâm môn một cước chính là thất phẩm. Thực lực như vậy, ai dám trêu chọc? Đây là linh khí quả sao? Lý Từ mở hộp ra, bên trong là một quả sáng chói như ngọc, ẩn chứa linh khí thật lớn. Trảm yêu môn. Lý Từ thì thào tự nói, cũng không để ở trong lòng. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa linh khí quả năng lượng khổng lồ tràn vào trong cơ thể, nhằm phía tứ chi bách hài, loáng thoáng, tu vi có cảm giác đột phá. Khi linh khí quả hoàn toàn luyện hóa xong, năng lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, tu vi thoáng cái nhảy vào thất phẩm võ giả. Năng lượng linh khí quả cũng bởi vậy mà tiêu hao sạch sẽ. Thọ nguyên là cướp đoạt người khác đoạt được, thiên địa linh bảo cũng sẽ không chuyển hóa thành thọ nguyên, chỉ có thể trực tiếp sử dụng. Lý Từ lại hiểu rõ vai trò mới của hệ thống lập tức đạt tới thất phẩm võ giả, Lý Từ kích động lại hưng phấn, tu vi tăng lên tốc độ cũng quá nhanh. Nếu như ta có đầy đủ thọ nguyên, trong một đêm trở thành nhân gian vũ thánh, hẳn là cũng không phải việc khó. Lý Từ vui vẻ ngủ một giấc, hung hăng ngủ một giấc. Trong lúc đó, chuyện hắn đại sát tứ phương ở Long Gia suốt đêm truyền ra, vô số người lâm vào chấn động. Đồng thời, thế nhân cũng là vui vẻ người của long phủ không coi ai ra gì thập phần khiến người ta chán ghét lý từ chém bọn họ cũng là vì bọn họ trút một ngụm ác khí phủ thành chủ ác nhân tự có thiên thu hôm nay thật sự là một ngày đại hỷ chu hùng cuồng tiếu cảm thần nhất kiếm ở trên tay lý từ chúng ta có cơ hội lấy lại hay không dù sao đó là huyền phẩm võ học đó là kiếm thuật của chu gia chúng ta chu duy hiếp mắt lý từ thâm tàn bất lộ ta phỏng chừng tu vi của hắn ít nhất ngũ phẩm võ giả chúng ta không thể cùng hắn trở mặt ngàn vạn lần không thể chu hùng cười khổ không có long gia lại có một lý từ thực lực của lý từ càng mạnh hắn một người cũng không thể trêu vào hắn đường đường là một vị thành chủ a à. ngày hôm sau lý từ mở ra rửa mặt một cái rút kiếm trực tiếp rời khỏi long phủ lý công tử chu thành chủ cho mời Ngoài cửa, người của phủ thành chủ cung kính ông quyền nghênh đón. Lý Từ khoát tay, "Không cần, các ngươi coi ta là người bình thường là được, những chuyện khác ta không có hứng thú." Không cho bọn họ cơ hội giữ lại, Lý Từ cầm kiếm trực tiếp trời đi. Thọ Nguyên thấy đấy, hắn muốn đi bổ sung một chút, vô luận là võ học hay là tu vi, hiện tại muốn thôi diễn thăng cấp, cần thiết Thọ Nguyên cũng không phải là mấy trăm năm là có thể. Hơn nữa còn có thể sẽ thất bại không có tính mạng chi ưu, thọ nguyên đương nhiên tích góp được càng nhiều càng tốt, đầy đủ thọ nguyên nơi tay, quản chi thôi diễn thất bại, cũng sẽ có tăng lên. Cầm trường kiếm, Lý Từ Mặt không chút thay đổi, trực tiếp đi về phía cửa thành. Ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều giống nhau, không ngoại lệ, đều tràn ngập kiên kỵ và khủng hoảng. Một kiếm chém dết tứ phẩm võ giả, tu luyện huyền phẩm võ học trảm thần nhất kiếm. Thực lực như vậy, ở thanh kiếm thành đã là một phần độc nhất, coi như là chu hùng cũng chỉ là tu luyện hoàng phẩm kiếm thuật mà thôi mọi người mừng như điên lý từ chém giết phụ tử long huy đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt ít nhất bọn họ không cần bị long gia áp bức nữa đồng thời bọn họ có điều lo lắng lo lắng cho lý từ con trai của long huy long dương là đệ tử trọng yếu của trảm yêu môn trảm yêu môn thanh danh hiển hách cường giả vô số một mình Lý Từ sao có thể là đối thủ của trảm yêu môn. Còn có Hồng Nguyệt Thành. Con gái thành chủ Hồng Nguyệt cũng bị Lý Từ chỉ vào đầu. Hồng Nguyệt thành chủ tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới, nhất định sẽ tới tìm Lý Từ tính sổ. Mọi người muốn giao hảo với Lý Từ, nhưng dưới áp lực như vậy, bọn họ chỉ có thể quan sát. Lý Từ ngược lại không sao cả, không cho là đúng, đến liền giết, ai cũng giống nhau. Ra khỏi thành vào rừng, lý tự chưa bao giờ dừng bước trên kiếm nhún máu trên người nhỏ máu trên mặt đất tất cả đều là yêu thi trong rừng rậm ngoài thanh kiếm thành vốn cũng có một tòa thành trì sau đó bị yêu ma tàn sát biến thành một mảnh phế tích trở thành nơi tụ tập của yêu ma quỷ quái lý tự tự nhiên sẽ không tự cho là đúng xâm nhập vào trong đó chỉ là ở khu vực biên giới dết yêu đem thọ nguyên chậm rãi tích lũy lên từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn lý tự trở lại thanh kiếm thành một ngày tàn sát, Lý Từ ít nhất đã giết hơn trăm con yêu ma, đoạt được một nghìn ba trăm năm năm thọ nguyên, trung bình mỗi con yêu ma hơn một trăm năm thọ nguyên. Lý Từ cả người đầy máu trở lại thanh kiếm thành, mọi người trên đường phố kính nhi viễn chi, không dám tới gần. Cả người là máu, đủ để rung động lòng người. Lý công tử, Chu thành chủ cho mời. Người của phủ thành chủ lập tức tiến lên đón, hiến mi cười làm lành. Không cần. Lý Từ xua tay, mặt không chút thay đổi. Có cái gì không dạy nổi, năm lần bảy lượt mời hắn, hắn một chút mặt mũi cũng không cho, thật khinh người quá đáng. Lúc trước, hắn còn không phải giống một con chó khắp nơi cầu người, có cái gì phải kiêu ngạo. Có người không phục. Trước hôm nay, Lý Từ vẫn là một người bình thường mặc cho người ta sâu xé. Biến hóa nhanh chóng, hiện giờ cao cao tại thượng, thật khiến người ta khó chịu. Lý Từ ngừng lại, từ từ xoay người. Đầy mặt máu, ánh mắt lạnh lùng, giống như một đầu hung yêu hình người. Người. Người muốn làm gì, ta là người của phủ thành chủ. Tranh. Lý từ trực tiếp rút kiếm chém. Người này chia năm xẻ bảy, mất mạng tại chỗ. Kiếm thế không giảm, trên đường phố lưu lại một vết kiếm da tróc thịt bông. Si. Mọi người cứng họng, nói không ra lời. Lý từ chi quyết đoán, tàn nhẫn, hung tàn, khiến cả người bọn họ rét run. Một câu nói nhảm cũng không có, khó chịu liền giết, quản ngươi là người của ai. Xoay người rời đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Lý Từ trở lại Long Phủ, tắm rửa thật tốt, hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này. Thọ nguyên năm 1355, Lý Từ cũng không có ý định dùng ngay bây giờ, tích lũy càng nhiều thọ nguyên, sau đó lại một lần thôi diễn. Mục tiêu của Lý Từ là võ giả cửu phẩm. Còn có võ kỹ địa phẩm. Phủ thành chủ. Cha con Chu Hùng ngồi ở trước bàn, vẻ mặt u sầu. Lý Từ một chút mặt mũi cũng không cho, phủ thành chủ chúng ta rất bị động. Chu Duy xoa huyệt Thái Dương. Nếu hắn không muốn bị quấy rầy, chúng ta cũng đừng trêu chọc hắn đi, miễn cho cho chúng ta cũng một kiếm. Chu Hùng lắc đầu, cười khổ liên tục. Lúc trước Long gia, hiện tại Lý Từ đều không để thành chủ hắn vào mắt thật là có chút nghẹn khuất không can thiệp lẫn nhau như vậy là tốt nhất tu vi của hắn rất mạnh ta không phải đối thủ chúng ta không muốn chết chu hùng hạ mệnh lệnh cho người của phủ thành chủ bọn họ không thể trêu vào lý từ chu duy thở dài nhún vai đêm khuya tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ sự yên tĩnh của thanh kiếm thành âm phong bao phủ cả thanh kiếm thành hơn trăm người chết thảm trong nhà một con yêu quỷ đáng sợ xông vào thanh kiếm thành trắng trận tàn sát thân là thành chủ chu hùng trước tiên chạy tới hiện trường cùng yêu quỷ chém giết đại chiến tuy nhiên yêu quỷ rất mạnh không chỉ đã thương chu hùng còn tiêu sái rời đi lưu lại một tấm huyết hồng lệ quỷ tàn sát danh sách trên danh sách đồ sát rõ ràng viết tiền căn hậu quả của sự tình còn kèm theo một cái tên tất sát lý tư chương năm một kiếm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau, Lý Tự mở mắt, rửa mặt một cái, cầm kiếm rời khỏi Long Phủ. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, ra ngoài giết yêu, tích góp từng tí một thọ nguyên, tìm thời cơ nhất phi trùng thiên. Vừa mới mở cửa, Lý Tự nhìn thấy cha con Chu Hùng. Chu Hùng trên đầu cuốn băng máu, trên người cũng có nhiều vết thương, mặt trắng môi nước, thập phần suy yếu. Lý Tự không nói gì, Chu Hùng mở miệng trước. Lý Công Tử, không tốt rồi. Chu Hùng lấy ra danh sách lợi quỷ tàn sát, đưa cho Lý Tư. Giết vợ ta, nợ máu trả bằng máu. Phải giết người, Lý Tư. Ai đưa tới? Lý Tư nhíu mày, chữ viết trên đó dữ tợn, dùng máu tươi viết lên, cực kỳ áp lực. Một con yêu quỷ, tu vi hẳn là ở ngũ phẩm, ta cùng hắn chém giết một trận, căn bản không địch lại. Nữ quỷ lưỡi dài ban đầu chính là thê tử của yêu quỷ này, biết được quỷ thê bị ngươi chém, trong lửa giận, sát hại hơn trăm người dân thành, để tiếc mối hận trong lòng. Mục tiêu của hắn là ngươi. Tối nay, Chu Hùng trầm giọng, vô cùng yếu ớt. Lý Từ cầm tờ giấy máu, mặt không chút thay đổi, tiện tay xé nát. Để cho hắn tới tiền ta. Cũng không quay đầu lại, trực tiếp ra khỏi thanh kiếm thành. Dọc theo đường đi, Mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi. Lý Từ muốn chạy trốn sao? Yêu Quỷ là chạy về phía hắn mà đến, hơn trăm người cũng là bởi vì hắn mà chết, hắn muốn bỏ đi sao? Lý Từ chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ là võ giả tứ phẩm, hắn cũng không phải đối thủ của Yêu Quỷ, hắn bỏ đi cũng là hợp tình hợp lý. Lý Từ đối với những lời này mắt điếc tai ngơ, không có chút động dung, lại một lần nữa chạy vào nơi tụ tập yêu ma. Trong thanh kiếm thành lòng người hoảng sợ mỗi người đều kinh hồn bạc vía lý từ chạy rồi họ sẽ làm gì yêu quỷ vì thế báo thù tìm không thấy lý từ chỉ định sẽ đại khai sát giới với bọn họ có người đã mắng lý từ lên trời gọi thẳng lý từ là kẻ hại người tin phủ thành chủ chu hùng trầm mắt im lặng không lên tiếng cũng là trong lòng nặng nề phụ thân chúng ta phải làm sao cho phải Chu Duy cũng là như thế, trong lòng nặng nề. Đóng cửa. Chu Hùng vỗ óc, bất đắc dĩ cười khổ. Đóng cửa. Đóng cửa gì? Chu Duy không hiểu. Đương nhiên là đóng cửa không cho yêu quỷ vào nhà a, à, bằng không làm sao bây giờ, cùng người ta cứng gan sao? Chu Hùng một đầu hắc tuyến. Ách. Chu Duy biểu môi, không nghĩ tới phụ thân mình cũng có sợ hãi một ngày. Lý Từ rời thành mà đi không biết còn có thể trở về hay không chúng ta không thể ngồi chờ chết phải vì chính mình tính toán mặt trời lặn ở tây sơn đêm tối bao phủ thôn vệ thiên địa thanh kiếm thành một mảnh tối đèn tắt lửa trên đường phố không có một bóng người tất cả phòng ốc cửa lớn đóng chặt áp lực không khí tràn ngập ở mỗi một góc tất cả mọi người lo lắng đề phòng hô hấp cũng không dám dùng sức sợ quỷ sẽ tìm tới mình lý tư về rồi một ngày này hắn lại cướp đoạt hơn một ngàn thọ nguyên không ra mười ngày hắn liền có thể có được trên vạn thọ nguyên đến lúc đó hắn sẽ lại một lần thoát thai hoáng cốt cổng thành đã đóng nhưng không làm khó được lý từ bây giờ hai chân dùng sức nhẹ nhàng thả lỏng nhảy vào trong thành một mình một người hành tẩu ở giữa đường phố quanh quẩn bên tai tất cả đều là tiếng bước chân của mình hắn đã trở lại hắn không phải chạy trốn rồi sao vì sao lại muốn trở về? Hắn không có chạy trốn. Trở về là tốt rồi, người yêu quỷ muốn giết là hắn, chúng ta an toàn rồi. Không ít người âm thầm quan sát, mừng rỡ như điên. Dù sao đi nữa, Lý Từ trở về chính là cứu bọn họ. Lý Từ thân dính yêu huyết, một tay cầm kiếm, vững bước mà đi. Này! Một trận gió lốc âm lãnh đánh úp lại, thổi quét các nơi. Sát ý chớp nhoáng mà đến khóa chặt lý từ lý từ dừng bước không nhúc nhích trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào đến rồi trong bóng tối mọi người tim đập da tóc trừng to mắt sợ hãi nhìn trong đường phố biến hóa trong bóng tối lý từ thân như huyền thiết không hề nhúc nhích âm phong trận trận tàn sát bừa bãi vô biên sau lưng lý từ một đạo quỷ ảnh từ trên trời giáng xuống phiêu nhiên rơi xuống đất quỷ ảnh như tờ giấy mặt xám như tro tàn, dữ tợn đáng sợ. Quỷ nhãn phát thanh quan gắt gao nhìn chầm chầm sau lưng Lý Từ, rất có xu thế xé nát hắn. Mọi người nín thở, không muốn buông tha một chút chi tiết nào. Lý Từ tuyệt đối không phải là đối thủ của yêu quỷ, bị chém giết như vậy tựa hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Từ có phải là đối thủ của yêu quỷ hay không, kỳ thật mọi người cũng không lo lắng, bọn họ càng muốn biết, sau khi yêu quỷ giết Lý Từ, còn có thể ra tay với bọn họ hay không? Vèo. Dây tiếp theo. Yêu quỷ đột nhiên tập kích, nhanh như chớp, lập tức đi tới phía sau Lý Từ. Ngón tay sắc bén như đao, tàn nhẫn đâm vào cổ Lý Từ. Rầm một tiếng. Yêu quỷ trảo chỉ vỡ nát, quỷ huyết phi xạ. Chỉ thấy thân thể Lý Từ tản mát ra từng trận quan huy, làn da như ngọc, phản phất như một pho tượng lưu ly. Kim cương lưu ly thân. Kiên như kim thạch kiên không thể phá yêu quỷ chấn động đột nhiên hiểu được mình không phải là đối thủ không có chút dây dưa dài dòng yêu quỷ xoay người bỏ chạy thập phần quyết đoán tranh nhiên lý từ đã rút kiếm chém mạnh Cảm thần nhất kiếm kiếm xuất như rồng mạnh như thần giáng xuống yêu quỷ gào thét nhưng không cách nào ngăn cản bản thân hóa thành một mảnh cho bụi chém vết yêu quỷ thu được hai trăm linh bốn năm thọ nguyên lý từ cũng không quay đầu lại thu kiếm trực tiếp rời đi thanh kiếm thành một mảnh tĩnh mịch thấy một màn như vậy mọi người ngay ra như phỏng há mồm cứng lưỡi nửa ngày đều không thể phản ứng kịp một kiếm một kiếm chém ngũ phẩm yêu quỷ bọn họ nghĩ tới lý từ sẽ bị xé nát sẽ chết thảm trăm triệu lần không nghĩ tới lý từ chém giết ngũ phẩm yêu quỷ chỉ cần một kiếm mà thôi trong nháy mắt, thành kiếm thành nổ tung. Khiếp sợ, kiên kỵ, bất an, mừng như điên. Mọi người khó có thể hình dung trong lòng mừng như điên. Lý từ sau không lường được, có hắn thủ hộ thanh kiếm thành, mọi người rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng sống nữa. Trên một tòa nhà, cha con chu Hùng đồng dạng hai mặt nhìn nhau, cứng họng, nói không nên lời. Xem ra ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Một kiếm chém giết ngũ phẩm yêu quỷ, thực lực ít nhất là thất phẩm tu vi chu hùng hít sâu một hơi may mà mình không trở mặt với lý từ nếu không một kiếm này sẽ chém trên người hắn từ giờ trở đi ngươi đi làm tiểu đệ cho lý từ mặc hắn sai đi chu hùng rất nghiêm túc hả chu duy trong lòng không muốn nhưng lại không thể phản kháng hơn nữa lý từ quả thật là cường hãn vô cùng sâu không lường được tuổi tác như thế tu vi như thế cực kỳ ít có. Lý Từ trở lại Long phủ, tắm nước nóng. Cả người mệt mỏi vào giờ khắc này tựa hồ toàn bộ bị rửa sạch. Một ngày trảm yêu trừ ma, thu hoạch không ít, nhưng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Yêu ma chung quanh thực lực không cao, Lý Từ cảm giác mình chém không kém bao nhiêu. Hắn hiện tại cả người là sát lục chi khí, yêu ma xa xa liền trốn tránh hắn. Lý Từ, Thọ Nguyên 2705, Tu Vi thất phẩm võ giả vũ học diêm vương chỉ huyền phẩm viên mãn cảm thần nhất kiếm huyền phẩm viên mãn kim cương lưu ly thân huyền phẩm viên mãn nhìn bản điều khiển hệ thống lý từ nuốt nước miếng thiếu chút nữa nhịn không được thôi diễn thăng cấp nhưng hắn vẫn nhịn được hắn nhất định phải tích góp nhiều một ít thọ nguyên bắt đầu thôi diễn về sau cho dù trong lúc đó có thôi diễn thất bại khả năng cũng còn có cơ hội thành công thọ nguyên năm 2705, hiện tại kỳ thật cũng thôi diễn không được mấy lần, mỗi một lần thôi diễn, thọ nguyên cần thiết càng ngày càng nhiều. Chờ một chút đi, tiết kiệm được 10.000 thọ nguyên rồi nói sau. Ngày hôm sau, Lý Từ mở cửa lớn, thấy được khuôn mặt tràn đầy tươi cười của Chu Duy. Lý Công Tử, đi đâu? Lý Từ liếc Chu Duy một cái, cái gì cũng không nói, cầm kiếm rời đi, giống như hắn trong suốt. Chu Duy khẽ cắn môi, bất đắc dĩ đuổi theo. Chương 6 Dơ lên kiếm giết người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Yêu ma tụ tập Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Yêu ma bốn phía thanh kiếm thành đã bị ta giết đến bảy tám phần, nơi này cũng không có càng nhiều võ học, cũng là thời điểm rời đi nơi này. Lý Từ thì thào tự nói, cẩn thận tính toán ở lại thanh kiếm thành không có bao nhiêu không gian phát triển ta muốn đi ra ngoài kiến thức một chút triều đường giang hồ nhân sinh muôn màu muôn vẻ nhân gian võ thánh lý từ thì thào tự nói mục tiêu của hắn tự nhiên không phải thanh kiếm thành nho nhỏ nơi này chỉ là cầu nối của hắn mà thôi lý từ tìm được một quyển sách trong long phủ những gì viết trong sách làm cho hắn mở rộng tầm mắt thì ra thế giới này không chỉ có yêu ma quỷ quái còn có ngũ sơn lục nhạc thiên hồ đại hải hải ngoại thần châu tây mạc thần phật hắn chỗ ở thanh kiếm thành chỉ là nam châu nho nhỏ một góc mà nam châu càng là thế giới này nơi chật hẹp ngoài nam châu còn có thần châu đại địa mà lâm tuyết sơn hoang nguyên vô tận thế giới này tên là đại hoang vốn là một cái tu tiên thế giới tại một ngày nào đó tiên nhân biến mất thế nhân không cách nào tu tiên chỉ có thể bị ép tu võ tiên nhân biến mất yêu ma thay thế võ đạo xuất hiện thế nhân chỉ có thể miễn cưỡng sống sót lý từ nhìn đến kinh ngạc khó có thể tin được trên nhân gian vũ thánh có phải tiên nhân hay không tiên nhân vì sao lại biến mất hệ thống tu tiên là cái gì lý từ không hiểu ra sao không cách nào truy tìm nguồn gốc coi như là nhân gian vũ thánh ở trước mặt tiên nhân cũng chỉ là một con kiến hôi a à. lý từ hít mắt giữa tiên và võ chênh lệch một ly mâu dĩ thiên lý hoàn toàn là hai loại tồn tại không giống nhau. Tiên là tiên, vũ là người. Xem ra mục tiêu của ta lại phải nhắc tới rồi. Không biết ta có thể thôi diễn thành tiên hay không. Lý Từ lắc đầu, bây giờ còn quá sớm. đạt tới võ giả cửu phẩm trước rồi nói sau. Hắn duy nhất tò mò chính là tiên nhân trong đại hoang đi nơi nào, sao lại biến mất? Bình Minh phía đông. Lý Từ mở mắt rút kiếm chuẩn bị ra khỏi thành mở cửa ra một đạo kình phong đánh úp lại trực tiếp lấy não của hắn lý từ không kịp né tránh trực tiếp thi triển kim cương lưu ly thân công kích đánh vào mặt tiền của lý từ đối phương lại bị đánh bay ra ngoài người xuất thủ là một vị lão nhân áo xám lão nhân áo xám vung tay hít sâu khí lạnh kiên kỵ nhìn lý từ lý từ cau mày trong mắt hiện lên sát quan lão nhân áo xám thực lực không tệ tu vi võ giả lục phẩm trên lưng treo một lệnh bài thập phần bắt mắt trên đó rõ ràng có ba chữ trảm yêu môn trảm yêu môn là một quái vật khổng lồ không thể nghi ngờ trong phạm vi ngàn dặm đệ tử đông đảo cường giả không ít nghe nói trưởng lão trảm yêu môn ít nhất cũng có tu vi võ giả cửu phẩm có thể tưởng tượng được môn chủ của bọn họ có thực lực gì Long Dương thiếu gia của chúng ta chào hỏi ngươi. Lão nhân áo xám lạnh lùng cười. Long Dương thiếu gia cho ngươi rửa sạch đầu, hắn ba ngày sau lấy, ngươi. Tranh. Lý Tử rút tay ra, một kiếm chém ra. Lão nhân áo xám đầu bay lên, mang theo một chuỗi máu tươi đỏ tươi. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Lý Tử ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh thường lắc đầu. Ngươi ở chỗ này vừa vặn, thu thập một chút, đồ trên người hắn là của ngươi. Lý Từ Hướng Chu Duy chọn chọn tay. Chu Duy bất đắc dĩ cười khổ. Hắn đã thành cu ly rồi, hắn chính là thiếu thành chủ thành kiếm thành A. Lý Công Tử, Long Dương sắp trở lại, chỉ tên muốn giết ngươi, ngươi không sợ sao? Ta nghe được tin tức, tu vi của hắn đã tiến vào lục phẩm võ giả, tu luyện hai môn huyền phẩm võ học, phía sau còn có trảm yêu môn con quái vật khổng lồ này. Chu Duy chú ý biểu tình của Lý Từ, cố gắng tìm ra mờ ám. Người bình thường nghe được thực lực cùng hậu trường như Long Dương, chỉ định mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lý Từ cũng bình tĩnh, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Không trả lời vấn đề của Chu Duy, Lý Từ cầm kiếm chuẩn bị ra khỏi thành. "Lý công tử, hôm nay ngươi đừng ra khỏi thành." Chu Duy nhắc nhở. Lý Từ nghi hoặc nhìn Chu Duy. Ngoài thành yêu ma quỷ quái không biết bị cái gì kích thích, bắt đầu hướng thành kiếm thành bên này tới, bây giờ ngoài thành không an toàn gà bay chó sủa, không ít yêu ma ở ngoài thành rừng rậm bồi hồi. Chu Duy trầm mặt. Chúng muốn công thành sao? Hai mắt Lý Từ sáng ngời. Đây là chuyện tốt a. À? Yêu ma đưa tới cửa, tiết kiệm công phu đi tìm chúng nó. Yêu ma công thành rất bình thường, thường xuyên phát sinh, cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Hẳn là hôm nay ngoài thành trong rừng rậm xuất hiện không ít yêu ma, chúng giống như vì cái gì mà đến hành động có trật tự rất có tiết tấu chu duy sắc mặt khó coi lúc trước yêu ma công thành cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều đến liền hành động lúc này đây chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều tựa hồ đang chờ đợi thời cơ hả lý từ trong lòng căng thẳng yêu ma càng nhiều đối với hắn mà nói là chuyện tốt nhưng mà quá nhiều yêu ma một mình hắn chịu không nổi lý từ nhanh chóng đi tới trên tường thành cũng lắp bắp kinh hãi trong rừng rậm, yêu ảnh nặng nề. Chúng nó tụ tập cùng một chỗ, tùy thời mà động, phát ra từng trận dữ tận yêu rống. Chu thành chủ, tình huống thế nào? Lý Từ đi tới trước mặt Chu Hùng vẻ mặt nặng nề. Bảo thủ phỏng chừng, ngoài thành tụ tập hơn 300 con yêu ma, trong đó không thiếu ngũ phẩm. Sắc mặt Chu Hùng rất khó coi. Hắn chưa từng một lần gặp qua nhiều yêu ma như vậy, hơn nữa trong đó yêu ma thực lực không kém cũng không ít. Lý Từ nheo mắt lại, biết xảy ra chuyện gì không? Nhiều yêu ma tụ tập như vậy, khẳng định không phải vì công thành đơn giản như vậy. Chu Hùng lắc đầu, trầm mặt không nói. Phủ thành chủ người toàn bộ xuất động, nhưng từng cái đều không có chiến ý. Chưa khai chiến, sĩ khí xuống thấp. Cũng không trách được bọn họ, bởi vì khí thế hung hăng yêu ma thật sự là quá nhiều. Trong thanh kiếm thành, các thành dân cũng là mặt xám như tro tàn, cảm giác được áp lực lớn lao nhiều yêu ma như vậy người của phủ thành chủ còn có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ sao ngay cả chu hùng cũng không có lòng tin này hắn chỉ là tứ phẩm võ giả mà thôi yêu ma bên trong ngũ phẩm tồn tại cũng không ít hắn căn bản liền bất lực lý công tử ngươi nói như vậy làm sao cho phải chu hùng hít sâu mấy hơi thoáng cái già đi không ít trọn vẹn một ngày trôi qua lúc mặt trời lặn ở tây sơn ngoài thành yêu ma ước chừng tụ tập hơn một ngàn con thực lực cường hãn yêu ma không ít lần này trong thành mọi người càng thêm tâm mật câu liệt cảm giác được không gì sánh kịp áp bách trong thành bắt đầu rối loạn có người tung tin đồn trắng trợn tuyên dương thành kiếm thành sẽ bị yêu ma xâm chiếm tin tức chu hùng một bên nghĩ biện pháp ứng đối yêu ma khí thế hung hăng một bên phái người xử lý rối loạn trong thành tâm lực lao lực quá độ ta nghe được những yêu ma này sở dĩ tụ tập ở chỗ này, hết thảy đều là Hồng Nguyệt thành chủ dở trò quỷ. Chu Hùng cắn răng, chỉ hướng một chỗ nào đó trong rừng rậm. Ở đâu, có một đoàn người. Hồng Nguyệt thành chủ đang ở trong đó. Hắn cười lạnh nhìn chăm chú hết thảy, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ta hiểu rồi. Lý Từ thở ra một hơi. Hồng Nguyệt thành chủ cùng yêu ma làm bạn, rõ ràng là chạy tới Lý Từ. Biết mình không phải là đối thủ của hắn, lại muốn báo thù cho con gái mình, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ là... Vì báo tư dục bản thân, muốn mọi người thanh kiếm thành chôn cùng sao. Gào thét. Đột nhiên. Một tiếng yêu rống rung trời động đất. Trong rừng rậm, một con ma viên đi ra. Nó to lớn vô cùng, cả người lông đen, ít nhất ngũ phẩm tu vi. Đem lý từ giao ra đây chúng ta không thương tổn bất luận kẻ nào. Chương 8 Tạm thời thôi diễn, cửu phẩm võ giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cả thành phố náo động, khiến mọi người kinh ngạc. Chúng ta vốn cùng thanh kiếm thành không xâm phạm lẫn nhau, lý từ mỗi ngày chém tộc loại ta trên trăm đầu, chúng ta tự nhiên muốn vì đã chết tộc loại đòi lại công đạo. Giao lý từ ra, chúng ta sẽ rời đi, nếu không thanh kiếm thành các ngươi sẽ bị sang thành bình địa chúng ta không có bao nhiêu kiên nhẫn sau khi trời tối chúng ta muốn trước tiên nhìn thấy hắn tự gánh lấy hậu quả ma viên vừa nói ra dẫn phát chấn động toàn thành lại là lý từ những yêu ma này là chạy về phía hắn mà đến thật sự là một kẻ hại người tin hắn ở địa phương nào nếu là hắn gây ra chuyện tự nhiên là do chính hắn giải quyết cùng chúng ta có quan hệ gì muốn cho chúng ta cùng nhau chôn cùng sao giao lý từ ra giao hắn ra. Thiên sát lý từ, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Cút ra ngoài, mau cút ra khỏi thanh kiếm thành. Lý từ mặt không chút thay đổi, không có bất kỳ gợn sóng nào. Đây có lẽ chính là nhân tính đi. Đại nạn lâm đầu, ngươi không vì mình, trời tru đất diệt. Lý từ không có tức giận, đây quả thật cũng là chuyện hắn gây ra. Cho dù không có hồng nguyệt thành chủ châm ngòi thổi gió, cục diện này sớm muộn cũng sẽ đến. Lý công tử. Lý Từ xua tay, cắt ngang lời chu Hùng. Ta sẽ không làm ngươi khó xử, cho ta một chút thời gian, ta sẽ giải quyết chúng, không ai vì ta mà chết. Quân chúng ồn ào, ai nấy đều cho rằng tất cả đều do Lý Từ tạo thành, hận không thể chiên gia xé xương Lý Từ. Đối phương chỉ mặc gọi tên muốn tìm Lý Từ, bằng không sẽ đem thanh kiếm thành sang thành bình địa, các thành dân tự nhiên có phản ứng này. Trong thành một mảnh tiếng mắng chửi yêu ma tụ tập ngoài thành, nhè răng trợn mắt. Hồng Nguyệt thành chủ cười lạnh nhìn tất cả. Cho dù thực lực của Lý Từ khác với người thường, cũng không phải là đối thủ của nhiều yêu ma như vậy. Đến lúc đó, yêu ma giết Lý Từ, hắn muốn thêm một mồi lửa, đem thành kiếm thành cũng quét sạch. Có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Mặt trời lặn về phía tây, mặt trời lặn chậm rãi biến mất. Lý Từ đi vào một pháo đài trên tường thành, không do dự, trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Hắn vốn định tích góp đủ một vạn thọ nguyên lại nhất cử tăng lên, thoát thai hoán cốt. Hiện tại, hắn không thể không suy diễn thăng cấp trước thời hạn. Bằng không, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thể chém giết nhiều yêu ma như vậy. Lúc này đây, hắn định dùng thọ nguyên để thôi diễn tu vi và trảm thần nhất kiếm, sẽ có rất nhiều nâng cấp. 4665 năm thọ nguyên không biết có thể hay không nhất cử tiến vào võ đạo tông sư cảnh. Hai mắt lý từ khẽ động, thở dài một hơi. Yêu ma quỷ quái tung hoành, long trời lỡ đất, tiên nhân vô tung, người gánh vác trảm yêu trừ ma trọng trách, có ta vô địch, tại thứ một nghìn không trăm linh một năm lúc, ngươi trở thành bác phẩm võ giả. Ngươi chưa bao giờ đình chỉ trảm yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, tu vi liên tục kéo lên, tại thứ một nghìn sáu trăm năm lúc, Tu vi của ngươi đạt tới bát phẩm võ giả viên mãn cảnh giới, ngươi thử trùng kích cửu phẩm võ giả, lại lấy thất bại chấm dứt. Ngươi cũng không có bởi vì trùng kích thất bại mà rơi xuống, ngược lại càng thêm cố gắng tu hành, cũng không lười biếng, địch đến liền chiến, cũng không lùi bước, tại thứ 1900 năm lúc, ngươi lần nữa trùng kích cửu phẩm võ giả, vẫn là thất bại. Ngươi ẩn cư giảng xuất, cũng không trêu chọc thị phi, có thể trốn thì tránh, chậm rãi cảm ngộ ra tân võ đạo. Tại 2369 năm lúc ngươi lần nữa trùng kích cửu phẩm võ giả, ngươi thành công. Ngươi trở thành cửu phẩm võ giả, ngươi tiếp tục tu hành, tại 3099 năm, ngươi đạt tới cửu phẩm võ giả viên mãn. Ngươi tiếp tục tu hành, dung luyện bản thân, tại 3999 năm, tu vi của ngươi đạt tới cửu phẩm võ giả viên mãn cảnh giới. Dừng lại. Dừng lại. Lý Từ không có ở tu vi thượng tiếp tục thôi diễn đã thất bại hai lần, tốn 3999 năm thọ nguyên mới đạt tới cửu phẩm võ giả viên mãn. Tuy rằng cách võ đạo tông sư cảnh một bước xa, nhưng một bước xa này, khả năng phải tốn hơn vạn năm thọ nguyên, thất bại không biết bao nhiêu lần. Không cần phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Quyết định thật nhanh, nên dừng thì dừng. Tu vi như vậy, đã rất hài lòng. Còn 666 năm thọ nguyên, không biết có thể hay không đem Trảm Thần Nhất Kiếm hướng lên nhắc tới. Lý Từ khẽ cắn môi, không do dự, tiếp tục thôi diễn. Người điên cùng luyện kiếm 300 năm, đối Trảm Thần Nhất Kiếm sản xuất lĩnh ngộ mới, người ý đồ tại Trảm Thần Nhất Kiếm trên cơ sở lại tăng lên phẩm giai của nó, lĩnh ngộ kiếm thuật, đáng tiếc ngươi thất bại. Ngươi không có cam chịu, ngươi tiếp tục tìm hiểu Trảm Thần Nhất Kiếm, người đối Trảm Thần Nhất Kiếm tinh túy càng ngày càng hiểu rõ, tại năm thứ 500 lúc ngươi lại có mới cảm ngộ, nhưng vẫn là thất bại. Ngươi tiếp tục luyện kiếm, điên cuồng luyện kiếm, đại môn không ra hai môn không bước, thế nhân tôn xưng ngươi là kiếm si, hàm kiếm như mạng, trong mắt chỉ có kiếm thuật, chỉ có kiếm đạo. Tại thứ 660 năm, ngươi lại một lần ngộ ra kiếm đạo áo nghĩa, ngươi rốt cục bắt được cảm thần nhất kiếm tinh nghĩa, ngươi thành công đem cảm thần nhất kiếm tăng lên tới địa phẩm. Ngươi đạt được địa phẩm kiếm thuật, đại hà kiếm khí. Lý Từ mở to mắt, cả người bạo phát ra một loại thế mạnh mẽ, phản phất như tân sinh, khí vũ hiên ngang. Mở bản điều khiển ra. Lý Từ, thọ nguyên 6 năm. Tu Vi. Cửu phẩm võ giả, viên mãn. Vũ học. Diêm vương chỉ, huyền phẩm viên mãn. Đại hà kiếm khí, địa phẩm. Kim cương lưu ly thân, huyền phẩm viên mãn. Quả nhiên, Tu Vi cùng võ học càng là đi lên, thôi diễn tính thất bại sẽ càng lớn, cần thọ nguyên cũng sẽ càng nhiều. Lại đi lên, vạn năm thọ nguyên sợ cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Cửu phẩm võ giả viên mãn, cộng thêm hai môn huyền phẩm võ học, một môn địa vị phẩm võ học, chiến lực của ta hẳn là có thể cùng phổ thông võ đạo tông sư một trận cao thấp. Lý Từ mỉm cười, không suy nghĩ nhiều. Gào thét. Yêu minh kinh thiên, yêu khí quay cuồng. Trong rừng rậm, yêu mục như lửa lấp lánh sinh huy trời tối rồi thanh kiếm thành người người cảm thấy bất an mắng to lý từ hận không thể đánh chết hắn tối hậu thư đã hạ lý từ còn chưa lộ diện mọi người mắng to lý từ dám làm không dám nhận phụ thân chu duy muốn nói lại thôi đồng dạng trong lòng có bất an chờ một chút đi chu hùng bất đắc dĩ thở dài nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt nhiều yêu ma như vậy hắn không thể trêu vào Lý Tư, hắn cũng không thể trêu vào. Hiện tại căn bản cũng không phải là thời điểm hắn thống trị. Hơn một ngàn con yêu ma tụ tập ở ngoài thành, ánh mắt cuồng bạo hung lệ gắt gao nhìn chầm chầm thanh kiếm thành. Trời đã tối. Không có trăng sáng, không có gió đêm. Thanh kiếm thành một mảnh trầm trọng, người người sợ hãi. Để cho ta xung phong đi. Ma viên gầm rú một tiếng, bác phương chấn động. Thân hình khổng lồ đi lại, mặt đất trung rẩy. Nó một mình dết tới, yêu uy lây thiên. Thực lực của võ giả tứ phẩm Chu Hùng căn bản không để vào mắt, mục tiêu của chúng chính là Lý Từ. Sắp xong rồi. Chu Duy run lẩy bẩy, cảm giác áp bách mười phần, cậu không thở nổi. Ma viên dết tới, trèo lên tường thành, ngửa mặt lên trời thét dài. Mỗi người hai mắt không ánh sáng, một mảnh cho tàn. Phục không biết từ nơi nào đánh úp lại một đạo kiếm quan. Kiếm quan lóe lên. Đầu ma viên bay lên. Cái gì? Mọi người lắp bắp kinh hãi. Họ chỉ đơn giản là không biết những gì đang xảy ra. Thân hình khổng lồ của ma viên rơi xuống tường thành, làm rung động trái tim mọi người. Yêu ma trầm mặt, đoàn người hồng nguyệt thành sắc mặt khó coi, phụ tử chu hùng kinh hỉ. Két két. Cửa mở rồi. Lý từ đi ra tóc dài bay múa, hai đầu lông mày lộ vẻ lạnh nhạt. Không nói nhảm, Lý Từ khẽ động, rơi ra ngoài tường thành. Yêu ma bực nào, Lý Từ ta ở đây, còn có ai? Lý Từ rút kiếm, kiếm chỉ phía trước, thân hình nho nhỏ giống như một tòa thái sơn. Chương 9 Sông lớn kiếm khí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lý Từ ra rồi Tiếng mắng của mọi người ở thanh kiếm thành ít đi một chút, nhưng vẫn có người nghiến răng nghiến lợi. Lý Từ không có một mình chạy trốn, quả thật làm cho người ta bội phục, thế nhưng, một mình hắn có thể ngăn cản được hơn một ngàn con yêu ma sao? Yêu ma giết hắn, vẫn sẽ tấn công thành kiếm thành chứ. Đến lúc đó, bọn họ giống nhau kiếp số khó thoát đi. Không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng lấy một địch ngàn. Cho rằng mình là võ đạo tông sư sao? Hồng Nguyệt thành chủ cười lạnh, không cho là đúng. Lý Công Tử. Cha con Chu Hùng do dự, có nên cùng Lý Từ Đồng sinh cộng tử hay không? Chờ một chút. Chu Hùng cắn răng. Hơn một ngàn yêu ma, ngoài trừ võ đạo tông sư đến đây, nếu không tuyệt đối không phải đối thủ. Lý Từ Tu Vi tối đa cũng chỉ là võ giả thất phẩm, lấy cái gì đấu với người ta. Vọng nhiên cùng Lý Từ chiến đấu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thật can đảm. Trong đám yêu quần. Một con quái vật khổng lồ bước ra. Sư thủ nhân thân, cự đạt 10 trượng. Khí tức của nó cực kỳ bàn bạc, khí tức cùng lệ đập vào mặt, thế không thể đỡ. Yêu vương. Chu Hùng hai mắt co rút lại. Không, hẳn là chỉ là bác phẩm tu vi, cách yêu vương còn có khoảng cách nhất định. Yêu vương, tương đương với võ đạo tông sư cảnh. Ta nghe nói có người giết chúng ta không ít tộc loại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường ngươi so với bất luận kẻ nào đều có dũng khí, đương nhiên. Phục. Lời của nó còn chưa nói xong, Lý Tự Nhất chỉ điểm ra. Đầu sư tử nổ tung tại chỗ. Si. Lý Tự trực tiếp ra tay, tuyệt không dây dưa dài dòng, một chút do dự cũng không có, làm cho người ta kinh ngạc. Bọn người chu hùng sắc mặt trầm trọng, đoàn người thanh kiếm thành chủ cũng khó có thể tin. Dưới tình thế như thế, Lý Tự vẫn mặt không đổi sắc bình tĩnh ra tay trước. Trong những người ở đây, không ai có can đảm như vậy. Lý Từ trực tiếp thi triển kim cương lưu ly thân, rút kiếm dết vào giữa yêu ma. Cái gì? Mọi người hô to, quá sợ hãi. Lý Từ trực tiếp động thủ, dẫn đầu, không lùi mà tiến vào trong đó. Thật can đảm. Quả nhiên là can đảm. Càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lý Từ lại đại sát tứ phương. Mảnh liệt đến rối tinh rối mù. Vừa chỉ ra, tất có yêu ma đầu lâu nát bấy. Một kiếm ra, tất có yêu ma chia năm xẻ bảy. Tuy rằng cũng bị yêu ma đánh trúng, nhưng hắn dựa vào thân kim cương lưu ly, lông tóc không bị thương, ngã xuống liền tiếp tục bò dậy, một chút thương thế cũng không có. Làm sao có thể? Tất cả mọi người da mặt phát run, khó có thể tin được. Lý từ rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cũng quá đáng sợ đi. Lý Từ bị đánh bay không ít lần, bị yêu ma vây giết, nhưng thân kim cương lưu ly của hắn thập phần cứng rắn, lực phòng ngự rất mạnh, căn bản là không thương tổn được hắn. Lý Từ khai hỏa toàn bộ, đại sát tứ phương, so với yêu ma còn hung lệ hơn. Diêm Vương chỉ một điểm, đầu yêu ma liên tiếp nổ tung. Trường kiếm chém một cái, hơn 10 cổ yêu thi nát bấy. Lý Từ chưa bao giờ lùi bước nửa bước, cho dù cả người đầy máu cảm thụ được thọ nguyên gia tăng lý từ càng hưng phấn thế không thể đỡ các yêu ma bị xáo trộn tiết tấu hoảng sợ muôn dạng không thể tin đây là sự thật hỏng rồi tu vi của hắn không chỉ là võ giả thất phẩm võ học của hắn cũng không phải hoàn phẩm hắn rốt cuộc là từ địa phương nào xuất hiện hồng nguyệt thành chủ miệng khô lưỡi khô hắn cảm giác mình chọc phải một cái khó lường đồ vật hắn có thể là võ giả cửu phẩm thanh âm chu hùng đều phát trung. võ giả cửu phẩm chu duy đầu óc trắng bệt, kinh ngạc vô cùng có thật không thanh kiếm thành bọn họ sẽ xuất hiện võ giả cửu phẩm lý từ cả người đều là yêu huyết một người một kiếm dết đến yêu ma liên tiếp bại lui từng bước từng bước kinh khủng vạn trạng gào thét một con ngưu ma đứng dậy nó ma thân trên cuồng cuộn hát diễm thân thể như núi nhỏ bốn vó đạp nát trăm trượng. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, va chạm mà đến. Lý Từ bị đông đảo yêu ma kiềm chế, căn bản không phân thân được, trơ mắt nhìn ngưu ma va chạm tới. Phục Cho dù có thân kim cương lưu ly, Lý Từ vẫn bị đụng đến phun ra một ngụm máu, giống như đạn pháo đập vào tường thành. Ha 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 Cho dù thực lực hắn mạnh hơn nữa, song quyền khó địch tứ thủ, hắn đã xuất hiện bại thế, không thể vãn hồi hồng nguyệt thành chủ mừng rỡ cười ha ha lý công tử chu duy ngạc nhiên lý từ cuối cùng vẫn bị thương một khi bị thương thế ngưng tụ thật vất vả liền tan hậu quả không thể tưởng tượng nổi kết cục của lý từ vẫn phải chết trong tay yêu ma gào thét sĩ khí yêu ma đại chấn điên cuồng xông lên nhè răng trận mắt dữ tợn vô cùng ngưu ma dẫn đầu xung phong thế không thể đỡ đạp nát từng mảnh đại địa nhiên. Chính là lúc này. Một tiếng kiếm minh cắt ngang trời cao. Kiếm quan vô thượng, xé rách hư vô. Ngưu ma đứng mũi chịu sào trong nháy mắt bị chém đến chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay tứ tung. Mọi người kinh dị, chấn động. Chỉ thấy Lý từ từ trên tường thành hạ xuống, một tay cầm kiếm, tay nhuốm đầy yêu huyết. Khóe miệng mang máu, đã có thương thế, nhưng hắn vẫn khí vũ hiên ngang, bước chân vững vàng không có bại ý gì. Tóc dài tung bay, rơi xuống tích tích yêu huyết, mắt lộ ra hung quang, càng giống là một cái hình người yêu thú. Khóe miệng lý tự nhếch lên, hai ngón tay chạm vào nhau, khẽ nhếch lên. Ông! Vô tận tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, từng đạo kiếm khí phá đất mà ra, hội tụ thành một con sông, buông xuống bầu trời đêm. Đây là Kiếm khí Kiếm khí hóa hà Đây là thiên phẩm kiếm thuật sao? không ai không động dung, khó có thể tin được. Chu Hùng, Hồng Nguyệt thành chủ. Tất cả mọi người đều kinh hồn bạc vía. Hắn là võ giả cửu phẩm. Trên tay Lý Từ chỉ một ngón. Kiếm khí hội tụ mà thành gian hà phi nước đại mà qua, kiếm minh kinh thiên động địa. Thôn phệ yêu ma, xé nát không gian, chém nát thiên địa. Nơi đi qua, khổng lồ yêu ma trong nháy mắt hóa thành tro bụi, căn bản ngăn không được này mãnh liệt kiếm khí tranh. Trên tay lý từ một điểm, kiếm khí như sông lớn nở rộ, vô số kiếm khí giống như hạt mưa rơi đầy trời. Không phân biệt công kích. Có yêu ma bị chém rụng đầu, có yêu ma trên người bị xuyên thủng từng cái kiếm động, có yêu ma trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chỉ mấy chục hơi thở. Trong tràn vỡ vụn, yêu thi khắp nơi, yêu khí thành sông. Không có một con yêu ma nào có thể đứng thân thể, toàn bộ ngã xuống đất, Vô số kiếm khí hội tụ thành sông, ở bốn phía lý từ bôn lưu, kiếm minh tận trời. Đáng chết. Chạy mau. Hồng Nguyệt thành chủ hồn phi thiên ngoại, không dám dừng lại chút nào. Vốn tưởng rằng lý từ cửu tử nhất sinh, trăm triệu lần không nghĩ tới, thực lực của lý từ vượt qua nhận thức của hắn quá nhiều. Không chỉ có tu vi kinh người, võ học cũng là không tầm thường. Lý từ im lặng cười, giơ tay lên, kiếm ý vô tận như sao băng chém về phía đoàn người Hồng Nguyệt Thành Chủ. Không cần. Hồng Nguyệt Thành Chủ tê tâm liệt phế gào thét. Bọn họ chỗ đỉnh núi đều bị kiếm khí xung sát được không còn một mảnh, sang thành đất bằng, đoàn người tự nhiên cũng là khó thoát khỏi cái chết. Này! Lý Từ thở ra một hơi thật sâu, mở bản thôi diễn ra. 12.364 tuổi thọ nguyên. Không biết. Toàn bộ dùng ở thôi diễn tu vi thượng có thể hay không nhất cử trở thành võ đạo tông sư? Lý Từ không vội, chỉ là phỏng đoán như vậy mà thôi. Hơn một vạn thọ nguyên này, có thể còn chưa đủ dùng. Thứ này, kỳ thật thật đúng là rất ngẫu nhiên. Yêu thi khắp nơi, mà thần như núi. Lý Từ một người một kiếm, cả người là máu, đứng ở thi sơn biển máu chính giữa, mặt không đổi sắc, giống như Thái Sơn ở phía trước. Đám người chu hùng mặt trắng như tờ giấy, miệng khô lưỡi khô, điên cuồng nuốt nước miếng. Có thật không? Lý Từ giết hơn một ngàn con yêu ma, trong đó không thiếu thất phẩm yêu ma. Chu Hùng còn sống, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Thật là khủng bố như vậy. Chương 10 Võ Đạo Tông Sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Những yêu thi ma thủ này tặng cho các ngươi đi, có không ít tác dụng. Thi thể yêu ma có tác dụng không ít, xương có thể xây tường, thịt có thể ăn, nếu may mắn còn có thể từ đó đạt được yêu ma nội đan. Người tu võ ăn thi thể yêu ma, đối với tu vi có tác dụng nhất định, hút tinh hoa thi thể, tăng lên tu vi bản thân. Dùng để luyện đan gì gì đó cũng có thể. Người bình thường cũng có thể từ đó đạt được không ít lợi ích, cường thân kiện thể gì gì đó. Lý công tử. Thật sao? Chu Hùng không thể tin được, lần nữa xác nhận. Trước không nói cái khác, chỉ là nơi này yêu thi ma thủ, bán cho người khác cũng là một phần cực lớn tài phú. Lý Từ lại có thể nói tặng là tặng. Hồng Nguyệt Thành ngươi cũng có thể thu nhập che chở, dù sao thành chủ của bọn họ cũng đã chết. Lý Từ lắc đầu. Ngoại trừ thiên bảo địa linh ra, những thứ khác đối với hắn không có tác dụng gì. Hắn chủ yếu là thọ nguyên. Thọ nguyên mới là căn bản. Quên đi, ta không có thực lực này, một thanh kiếm thành đã đủ tâm lực lao lực quá độ rồi chu hùng cười khổ nếu như hắn có thực lực như lý từ hắn sẽ không chút do dự đem hồng nguyệt thành cũng chiếm làm của riêng nhưng trước mắt vẫn là quên đi lý từ lau máu trên khóe miệng khẽ lắc đầu lý công tử đây là huyết linh đan có tác dụng rất lớn đối với thương thế chu hùng lấy ra một quả linh đan huyết hồng đây là huyết linh đan tiểu nữ để lại cho ta chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào ngươi tặng ta lễ lớn như vậy ta làm sao không biết xấu hổ đây chu hùng mỉm cười lý từ cái gì cũng không nói cầm huyết linh đan trực tiếp trở lại long phủ tiểu duy vô luận làm biện pháp gì cho dù là làm trâu làm ngựa ngươi nhất định phải đi theo bên người lý từ trăm lợi mà không một hại chu hùng rất là nghiêm túc không thể nghi ngờ nhìn chu duy hiểu rồi chu duy vội hít mấy hơi gật đầu thật mạnh. Lý Từ lấy một địch ngàn, chỉ là bị một ít thương tích không nặng không nhẹ, việc này trong nháy mắt truyền vào trong tai mỗi người ở thành kiếm thành. Mọi người suốt đêm lao ra cửa thành, nhìn thấy thi sơn huyết hải, đều là kinh tâm động phách, buồn cười. Đây là thực lực bực nào? Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Cho dù không phải là người tu võ, cũng hiểu được phân lượng trận chiến dịch này người lúc trước tức giận mắng lý từ giờ phút này cổ rét ruông điên cuồng nuốt nước miếng sợ lý từ sẽ tìm bọn họ tính sổ nhiên lý từ căn bản không để việc này ở trong lòng hắn ăn huyết linh đan thương thế quả nhiên rất nhanh khôi phục lại hắn hiện tại suy nghĩ chính là hơn một vạn thọ nguyên nên dùng ở địa phương nào tu vi mà nói đã là cửu phẩm võ giả viên mãn lâm môn một cước chính là võ đạo tông sư cảnh chính là một cước lâm môn này Lý Từ cũng không dám tùy tiện nâng. Trở thành võ đạo tông sư, mới tính là một vị chân chính võ tu, chân chính nắm giữ tu võ áo nghĩa, chân chính cường giả. Tuy nhiên, Lý Từ do dự, thôi diễn, có lẽ sẽ dùng tới vài năm thọ nguyên liền tiến vào cảnh giới võ đạo tông sư, cũng có thể dùng hết thọ nguyên cũng không cách nào thành công. Trước đêm võ học toàn bộ thăng cấp đến địa phẩm lại nói. Ba môn địa phẩm võ học, coi như là bình thường võ đạo tông sư, ta hẳn là cũng có thể chém giết. Lý Tư hiếp hiếp mắt, không do dự, trực tiếp làm khô. Ngươi cố gắng luyện chỉ, không dám có chút lười biếng. tại thứ 1.600 năm, người đối với Diêm Vương chỉ cảm ngộ càng thêm thâm hậu. Nhật Nguyệt như thoi đưa, Sơn Hà không việc gì, tại năm 2300, ngươi càng cảm thấy Diêm Vương chỉ có thể nâng cao một bước, ngươi tiến vào tầng thứ tiếp theo cảm ngộ. Tại thứ 3.000 năm, Ngươi thử tại Diêm Vương chỉ trên cơ sở sáng tạo ra mới chỉ phát, ngươi thất bại. Ngươi không có buông tha, ngươi tiếp tục cố gắng, càng ngày càng thâm nhập, tại 3960 năm, ngươi rốt cục sáng tạo ra mới chỉ phát. Ngươi đạt được võ học địa phẩm, toái thần chỉ. Lý tự mở to mắt, thở hỗn hển. Giỏi lắm. Ông sống thọ 3960 năm. Cũng may, Diêm Vương chỉ thành công thăng cấp thành địa phẩm toái thần chỉ. Diêm Vương chỉ một ngón ấn ra trực tiếp bạo đầu toái thần chỉ ở trên cơ sở này tăng lên chỉ điểm ra, bạo chính là toàn bộ thân thể còn lại 8.404 năm Thọ Nguyên lý từ liền mạch lưu loát trực tiếp thôi diễn thân kim cương lưu Ly 1 1244 chương 1 1244 thất bại chương 2608 thất bại chương 3.244 thất bại, thứ 4980 năm, ngươi thành công lĩnh ngộ tân thể thuật. Ngươi đạt được địa phẩm võ học, cự linh thân. Khóe mắt lý từ giật giật, không biết nói gì cho phải. Tình huống này làm cho hắn rất lo lắng, càng là đi lên, tỷ lệ thất bại càng lớn, cần thọ nguyên càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, 10 vạn thọ nguyên cũng không nhiều. Còn lại 3.424 năm thọ nguyên. Ta có muốn đánh cược một phen hay không? Phương thức kiếm được thọ nguyên rất đơn giản, chính là cướp đoạt thọ nguyên của người khác. Thực lực bản thân càng mạnh, cướp đoạt thọ nguyên cũng lại càng dễ dàng. Võ đạo tông sư Lý Từ trầm mặt nửa lúc, cắn răng một cái, trực tiếp thôi diễn. Tu võ ba ngàn năm, chỉ vì một ngày kia nhất phi trùng thiên, cao cao tại thượng, ngươi cần cù chăm chỉ, ngày đêm tu hành, tìm hiểu võ đạo áo nghĩa, tại năm thứ hai nghìn, ngươi cảm giác mình vô hạn tiếp cận võ đạo tông sư cảnh ngươi ý đồ trùng kích cảnh giới bình chướng, trở thành chân chân chính chính cường giả, nhưng ngươi thất bại. Ngươi không cam lòng ở đây, ngươi bế quan tu hành, tại thứ ba nghìn năm, ngươi lần nữa trùng kích võ đạo tông sư cảnh, nhưng ngươi vẫn là thất bại. Liên tiếp đã kích, để cho ngươi nản lòng thoái chí, ngươi ném đi võ đạo chấp niệm, ngươi vô dục vô cầu, ngươi hành tẩu nhân gian, tại thứ ba nghìn bốn trăm mười bốn năm, ngươi vô tâm trùng kích tu vi bình chướng, nhưng ngươi lại thành công ngươi thành công tiến vào võ đạo tông sư cảnh. Hả? Lý từ ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười khổ. Đối với hắn còn rất tốt, để lại cho hắn 10 năm thọ nguyên. Mở bản điều khiển hệ thống ra, hai mắt Lý từ sáng ngời. Lý từ, thọ nguyên 10 năm. Đi sang, ác. Khuyết tật, võ học. Toái thân chỉ, địa phẩm. Đại hà kiếm khí, địa phẩm. Cự linh thân, địa phẩm cả người buông lỏng cả người tự hồ bị rút cạn tất cả khí lực vừa rồi lý từ đa sợ thọ nguyên còn lại toàn bộ trôi theo dòng nước bây giờ thì tốt rồi xem như bước vào hàng ngũ cường giả chân chính võ đạo tông sư cảnh là một đại cảnh giới lại phân thành cửu trọng thiên trên võ đạo tông sư chính là vũ thần cảnh sau đó chính là vũ thánh nhân gian mỗi đại cảnh giới đều chia làm chín tầng trời chênh lệch giữa mỗi trọng thiên cũng không nhỏ, chia làm ba bảy loại. Tất nhiên, nếu như tu luyện võ học có cao phẩm giai, cũng có thể bù đắp một ít chênh lệch. Võ đạo tông sư Lý từ vốn dĩ ở thanh kiếm thành nho nhỏ có thể đạt tới cửu phẩm võ giả tu vi cũng rất tốt. Không nghĩ tới, liền mạch lưu loát, bắt được võ đạo tông sư cảnh. Vận khí không tệ. Có thể thành công trở thành võ đạo tông sư, đúng là vận khí chiếm không ít nếu không, thọ nguyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đây chính là lực lượng của võ đạo tông sư. Bóp bóp quyền, linh khí trong cơ thể mãnh liệt, giống như đại dương mênh mông, bàn bạc vô cùng. Cửu phẩm võ giả viên mãn tu vi cùng chân chân chính chính võ đạo tông sư cảnh so sánh, chênh lệch như một khoảng cách. Tắm nước nóng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, Lý tự nhìn mình trong gương, vẫn có vài phần đẹp trai tiêu sái. Đến lúc trời khỏi đây rồi. Không, còn chưa phải lúc Lý Từ lắc đầu, còn quá sớm. Long Dương không phải muốn tới lấy đầu hắn sao? Nếu người ta trở lại thanh kiếm thành, tìm không thấy hắn, sẽ sốt ruột biết bao. Vẫn là chờ người ta một chút đi. Ngoan nào. Tâm không tạp niệm, Lý Từ ngủ. Mở mắt lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tiếng gõ cửa đánh thức Lý Từ.